Tôi đi tham gia một chương trình tạp kỹ với 5 người bạn gái cũ Lục Tức Phong, vốn là ngôi sao hàng đầu từng nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất, là ông vua làng giải trí đương đại. Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, cả mỗi giờ anh đã hết thời rồi, không có địa vị, người hâm mộ đều là những chàng trai nhỏ bé. Để ăn trứng sống qua ngày, tôi đã nhận lời tham gia một chương trình tạp kỹ tình yêu, và trong cái rủi có cái đen, 5 vị khách nữ đều là bạn gái cũ của tôi. Lâm Vạn và tôi cùng vào công ty chúng tôi là mối tình đầu của nhau, nhưng dưới áp lực của công ty chúng tôi buộc phải chia tay, giờ lạnh quá không cần bật điều hòa. Cô ấy đã thực hiện từng bước một trở nên to lớn và khỏe mạnh hơn loài hoa nhỏ phổ biến nhất trong kỷ nguyên mới. Bạn gái cũ thứ hai của tôi là Lý Hằng, là thần tượng phim truyền hình nổi tiếng. Trong quá trình quay một bộ phim truyền hình, chúng tôi đã thu hút lẫn nhau, ấn tượng tốt đang dần hình thành, nhưng cô ấy lại bị người đại diện cảnh cáo nghiêm khắc. Trong lúc tuyệt vọng, cô ấy đã nhắn tin chia tay tôi. Bạn gái cũ thứ ba là bạn diễn của tôi trong phim Mùa Thu Năm Ấy, là bộ phim chúng tôi hợp tác thành công, nhưng tôi đã bị mọi người cười nhạo. Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã được quảng cáo là lá sung duy nhất, đã vô tình cưỡng ép dẫm lên tôi để chiếm thế thượng phong, không cần phải nói chia tay. Bạn gái cũ thứ tư còn tệ hơn nữa, Liễu Miên Hôn đứng đầu ngành có studio riêng. Chúng tôi gặp nhau ở một bữa tiệc, tôi đã tâm sự nỗi buồn của mình với cô ấy và cô ấy thông cảm với trải nghiệm của tôi. Đêm đó chúng tôi đều say, rồi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã nghĩ đây là tình yêu đích thực của mình. Nhưng không ngờ Liễu Miên Hôn lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ có sự nghiệp trong mắt. Trong cơn tuyệt vọng, tôi để lại lá thư chia tay và buồn bã ra đi. Cô bạn gái thứ năm là ổn nhất, cô gái xinh đẹp hai chiều nổi tiếng là Tô Tiểu Noãn. Khi tôi đau khổ nhất, tôi chỉ có thể là người qua đường. Kết quả là tôi đã gặp được cô ấy rất quan tâm đến tôi. Sau này tôi mới biết cô ấy thực ra là fan của tôi. Sau khi bị trinh sát phát hiện, anh ta đã tiến vào vòng bo và bùng nổ suốt chặng đường hai chúng tôi bí mật ở bên nhau như thế này đây. Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, công ty cô ấy có quy định rõ ràng tình yêu phải được công ty chấp thuận, chúng tôi đã bị chia cắt một cách tàn nhẫn. Bây giờ thì hay rồi, tôi không chỉ gặp một mà còn gặp tới 5 cô bạn gái cũ đã lâu tôi không liên lạc. Cái số tôi xui vãi liền sở Lâm Vạn, Lý Thu Hằng, Thiên Đơn Phương, Liễu Miên Hôn, Tô Tiểu Noãn, không thiếu một ai. Ở phía bên kia, 5 người bạn gái cũ của tôi cũng tỏ ra bối rối, họ không ngờ vị khách đến vào phút cuối cùng lại là bạn trai cũ của họ. Khá bất ngờ đấy, vị khách cuối cùng lại là mối tình đầu của tôi. Thú thật lúc đó tôi không muốn chia tay với anh, nhưng giờ anh vẫn rất ổn nên tránh xa tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi còn tưởng anh đã nghỉ hưu vì luôn cảm thấy tội lỗi với tôi, nhưng tôi đã sai. Mối tình của tôi và Lâm Vạn đã kết thúc vì công ty ép buộc chia tay, cô ấy cũng đã đồng ý, vốn cho rằng hai chúng tôi sẽ trở thành mối tình quá khứ. Nhưng cô ấy lại không nghĩ tới việc tôi không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. Đúng rồi, có một con cáo nâu đang ở bên cạnh tôi. Mọi người đều đang nghĩ cách về việc xử lý tình huống này. Lý Thu Hằng trông rất xấu hổ, cô ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới việc gặp bạn trai cũ của mình trong một chương trình hẹn hò. Thiên Đơn Phương ở một bên quay đầu lại không dám nhìn tôi, bộ phim Mùa Thu Năm Ấy nơi chúng tôi hợp tác lần đầu đã giúp cô ấy bước xa hơn với việc tiếp thị kỹ năng diễn xuất của mình, trở thành ngôi sao điện ảnh hạng nhất và vượt qua thất bại. Còn tôi trở thành trò đùa trên internet. Thiên Đơn Phương cũng mộng tưởng chính mình thoát khỏi xiềng xích, nãy giờ tập trung vào nhân vật chính và khách mời nữ, thế là đủ rồi, xin giới thiệu các khách mời nam còn lại, họ là một số tên tuổi lớn: Quang Vinh, nhà vô địch thực tập sinh 2 năm rưỡi, Trần Dũng, ca sĩ diễn viên nhà sản xuất âm nhạc, Lâm Xuân, diễn viên văn học nổi tiếng, Đoàn Quân là đạo diễn và nhà sản xuất. Ban đầu những người này đều là đàn em trước kia của tôi, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, những siêu phẩm này trong mắt không khỏi có chút vui mừng. Và 5 người bạn gái cũ của tôi cũng có những gương mặt khác nhau, mỗi người đều có mối bận tâm riêng. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ, kết quả là tất cả họ đều muốn quay lại với tôi. Được rồi, bây giờ tất cả khách mời đã đến, trước tiên hãy nói chuyện để làm sôi động bầu không khí. Các bạn trước màn hình hãy đăng ký và like video cho Gấu Hoạt Hình TV nha. Trong khi một số người khác vẫn còn do dự thì Lâm Vạn không chút do dự đi tới trò chuyện với tôi, Trần Dũng đứng hình luôn. Ban đầu hai công ty đã thống nhất về kịch bản để hắn cùng Lâm Vạn suy đoán CP xem đây là loại tình huống gì, nhưng hắn đã bị cho đội mũ xanh. Nhìn thấy cảnh này, trận địa đã nổ tung. Tôi đang đến đây, hai người đàn ông tranh giành vợ thú vị quá. Điều này còn vượt qua cái chết âm nhạc, luôn là điểm mạnh của tôi, nhưng bây giờ cậu ta đang cạnh tranh với tôi về âm nhạc, không thể chịu đựng được nữa. Trương Trần Dũng trợn tròn mắt, bỗng cậu ta có một ý tưởng thông minh, cậu ta cố tình hét lớn: "Tức Phong, tôi nhớ trước đây cậu đã viết bài hát cho Lâm Vạn phải không? Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để biểu diễn và làm sôi động bầu không khí." Những lời này vừa nói ra đã khiến mọi người đều bất ngờ. Cái gì, cậu ta đã viết một bài hát đặc biệt cho Lâm Vạn? Thật sao, chúng tôi thậm chí không biết, nó quá bí ẩn, hãy hát nhanh lên. Trương Trần Dũng cũng không đúng, thấy Tước Phong không nổi tiếng liền bắt nạt đúng là vô học. Vậy thật, tôi thấy mọi người đều ồn ào trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn cách nào khác ngoài cắn chặt môi và vượt ra ngoài. Tên Trần Dũng này muốn gây rắc rối cho tôi, nhưng may mắn thay tôi có một hệ thống siêu việt, vì anh còn quá yêu em, đây là một bài hát phù hợp với dịp này. Trái tim nhỏ bé của Lâm Vạn đang đập mạnh. Không thể nào, anh ấy thực sự đã viết một bài hát cho tôi à? Chẳng trách tôi không khỏi muốn lại gần hơn, dù liên tục gọi anh là đồ cặn bã. Tôi không nói gì, tôi đã tiến đến giữa sân khấu. Music. Tiếng đệm dần dần vang lên, vẻ mặt tôi trở nên u sầu. Đôi tay anh đang cố níu lấy con tim em, trong đêm khuya hiu hắt sợ em vội bỏ anh đi xa. Anh đã cố xin lỗi, mong em thứ tha mọi chuyện anh đã gây ra. Chợt một dòng hồi âm từ em, anh nhận lại hai chữ đã xem, lòng nhói đau. Căn phòng xung quanh anh trống vắng, bồi hồi nhìn nhành hoa nhẹ rơi, sao tự dưng hoang mang lo lắng nghĩ đến em. Mọi người nghe xong một đoạn đều bị sốc, tất cả đều chuyên nghiệp, hãy hiểu rằng đây chính là đường cong thần thánh. Đùa tôi à, điều này thực sự vượt quá những gì đã được viết. 5 vị khách nữ cũng có vẻ mặt phức tạp, họ nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi đang hát về chính họ. Vượt qua anh ta sao, tôi vẫn còn chưa vượt qua được cái bóng của tình yêu tan vỡ nữa, đó là lỗi của tôi, giá như tôi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Còn chiều à, cho người tình thương tôi thôi nó, nhưng mà đức tin. Anh muốn biết tình mấy cho tay, anh chẳng cần thêm. Kẻ giữ cả tổ dòng màn khi anh ước tim. Khi
đã dần quên. Em hiểu anh đã đi loạn thế nào không? Em hiểu anh đã đi loạn thế nào không? Em hiểu anh đã đi loạn thế nào không? Ác quỷ trong anh đang dần hiện hữu. Anh còn yêu em, bởi vì anh còn yêu em. Người bạn gái cũ đều bật khóc, họ nóng lòng muốn lao tới ôm chặt tôi, an ủi trái tim bị tổn thương của tôi, và nhóm chat của chương trình cũng bùng nổ. Tôi đã khóc khi nghe nó, đây không phải là bài hát nói về cuộc đời tôi sao? Tôi không biết bài hát này có ý nghĩa gì khi lần đầu nghe nó. Tôi đã nghe lại và nó đã ở giữa bài hát. Hình như tôi lại thích anh ấy rồi đây, có phải là điều bất ngờ sau cơn mưa? Trương Trần Dũng tức giận đến xanh mặt. Cậu có một bài hát thần thánh như vậy trong tay và cậu đã giấu nó cho đến bây giờ, cậu cố tình để tôi bế cậu rồi cậu vào mặt tôi phải không? Nhìn vẻ mặt đầy cảm xúc của Lâm Vạn, một ngụm máu cũ sắp phun ra. Tức phong cậu và tôi đã có mâu thuẫn với nhau. Khi bài hát kết thúc là đã đến lúc bỏ phiếu bằng phương pháp bí mật. Khi bỏ phiếu xong, các khách mời nam có lượt bình chọn cao nhất và thấp nhất sẽ được công bố. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ có cơ hội hẹn hò với vị khách nữ yêu thích của mình. Sẽ thật xấu hổ khi họ không bỏ phiếu cho bất cứ ai, đừng bận tâm họ nên bình chọn cho Lâm Xuân, ít nhất là tôi nghĩ thế, tôi chưa liên lạc với họ nhiều. Lâm Vạn đã viết tên Tước Phong. Tước Phong bây giờ thật ngu ngốc, sẽ thật xấu hổ nếu chờ đợi mà không nhận được phiếu bầu nào, dù sao đây cũng là bỏ phiếu bí mật công ty, cũng không biết tôi đã ghi tên ai đâu. Lý Thu Hằng cũng lặng lẽ viết tên Tước Phong, cô ấy nghĩ suy cho cùng tôi như vậy thực sự rất đau lòng, và dù sao cũng không được công bố nên cô ấy có viết ra cũng không ai biết. Thiên Đơn Phương gần như bật khóc sau khi nghe bài hát. Hóa ra tôi đã làm tổn thương anh ấy rất nhiều, tôi xin lỗi. Nói xong cô ấy đã viết tên Tước Phong, dù sao cũng không được công bố nên cô ấy nghĩ dù có viết ra cũng không ai biết. Bên kia Liễu Miên Hồn cũng nhanh chóng viết tên Tước Phong. Tước Phong, tôi xin lỗi, tôi không thể làm anh hài lòng với cuộc sống mà anh mong muốn, lần này tôi sẽ ở bên anh, dù sao cũng là ẩn danh, tôi có viết ra cũng không ai biết. Tô Tiểu Noãn cũng đưa lá thư đã viết cho nhân viên. Tước Phong tốt nhất phải được tôi bảo vệ, dù sao cũng là ẩn danh, dù tôi có viết ra cũng không ai biết. Những vị khách nam khác đang trò chuyện và cười đùa, họ muốn xem câu chuyện cười của tôi. Suy cho cùng tôi đã không còn là một ngôi sao và không có lưu lượng truy cập và không có sự hỗ trợ của công ty, họ nghĩ sẽ không vị khách nữ nào bầu chọn cho tôi. Được rồi, thông báo đã có ngay bây giờ, Quang Vinh không có phiếu bầu, Trần Dũng không có phiếu bầu, Lâm Xuân không có phiếu bầu, Đoàn Quân không có phiếu bầu, chúc mừng Tước Phong có 5 phiếu bầu. Chúc mừng Tước Phong đã chiến thắng vãi thật, bỏ phiếu bầu kín thật vô nghĩa, cả 5 cô gái đều chọn cùng một người và mọi người đều biết về người trong tim của họ. Tôi đi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ đã bỏ rơi tôi, kết quả là tất cả họ đều muốn quay lại với tôi. Tôi đã khiến 5 cô bạn gái cũ bật khóc với ca khúc thần thánh. Và tất cả các vị khách nữ đã bình chọn cho tôi, đồng thời tôi cũng có cơ hội hẹn hò với Lâm Vạn. Buổi hẹn hò diễn ra vào ngày hôm sau, Lâm Vạn ngượng ngùng bước về phía tôi. Tình hình gì vậy? Tại sao cô gái Lâm Vạn này lại đỏ mặt và xấu hổ như vậy? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta sẽ vui vẻ một chút và giải quyết nó sao? Cô sẽ không thực sự hẹn hò. Tôi thường gọi anh là đồ cặn bã, nhưng bài hát anh viết cho tôi hôm qua quá hay, tôi đã không thể bước vào trái tim anh, nhưng may mắn thay Chúa đã cho tôi một cơ hội khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng đập phá bên ngoài địa điểm cũng bùng nổ. Có gì đó không đúng, chuyện gì đang xảy ra với Lâm Vạn vậy? Trạng thái này là gì vậy? Hai người này có thực sự đã từng ở bên nhau không? Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã vượt ra ngoài phương pháp cứng nhắc để tìm ra một chủ đề. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Còn hơn thế nữa, tôi muốn thành lập một studio cá nhân, anh có muốn làm nhân viên cho tôi không? Nói xong, khuôn mặt đã hồi phục của Lâm Vạn lại đỏ lên. Khoan, điều này có giống như việc cùng tôi mở một cửa hàng nhỏ lẻ không? Cái đó gần đây tôi đã quen với việc được tự do và buông thả nên chúng ta hãy quên chuyện này đi. Tên cặn bã này, anh không thể hiểu những gợi ý rõ ràng như vậy sao, đồ khốn kiếp. Bằng cách này, cả hai đã đi bộ gần như cả ngày. Trong buổi hẹn hò của mình, bầu không khí lúng túng và có chút mơ hồ. Cậu ta thật sự không hiểu ý nghĩa của câu nói phải không, nữ thần đã chủ động rồi sao, cậu ta không lao lên đi. Cái gì, họ đang chơi cá cược, tôi thực sự không có ý đó. Vừa nói xong, cả hai cùng đi đến công viên. Một công dân nhiệt tình, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy hai người này không chỉ là bạn bè, nhưng trạng thái của cô gái kia như một người yếu không được thỏa mãn. Không ngờ sau khi ra ngoài, tôi có thể trở thành nhạc lão một thời gian. Cô gái đừng lo lắng, tôi ở đây để giúp đỡ cô. Xin chào, tôi có thể chụp ảnh cho cậu được không? Cái gì, chụp ảnh sao, cô lại muốn chụp ảnh cho tôi? Yên tâm, nó sẽ tốt hơn trong chốc lát. Nói xong, cô gái đẩy hai người lại với nhau. Chính là tư thế này cô gái nên đến gần hơn. Lâm Vạn cực kỳ nhút nhát, cô ấy đã đỏ mặt như trái táo khi dựa vào tôi. Tôi mong ta có thời gian nhìn lại và cùng nhau già đi với tình cảm sâu đậm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhanh lên, mau kéo máy ảnh lên, hãy chụp một bức ảnh đặc biệt, đây chẳng phải là lời tỏ tình chiều mến với người yêu cũ sao? Tuy nhiên tôi vẫn trả lời trống rỗng, đây là một câu nói tốt. Có cách nào vượt qua miếng gỗ siêu to như anh không? Cô gái này đã chủ động vậy mà anh vẫn không đánh giá cao điều đó. Thời gian hẹn hò vụng về đã qua. Trong bữa tiệc tối, Lâm Vạn một mình uống vài ly rượu. Chết tiệt, tên Tước Phong này thật vô tâm, tôi không thể chịu đựng được nữa. Nói xong, Lâm Vạn đi về phía tôi. Tước Phong, tại sao ngay từ đầu anh lại chia tay với tôi? Tình hình gì vậy? Rõ ràng là người đại diện của cô đã đe dọa hợp đồng với tôi, nói yêu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô, tôi chia tay cô vì sự tuyệt vọng. Cái gì, người đại diện của anh đã nói với tôi điều tương tự vào hồi đó nên tôi mới đồng ý chia tay. Hóa ra mối quan hệ của hai chúng tôi tan vỡ hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Lâm Vạn càng nghĩ càng thấy khó chịu, nước mắt rơi như không cần tiền.
Tôi tưởng anh đang bị áp lực nên sẽ bí mật liên lạc với tôi sau kết quả là tôi đã chờ đợi và chờ đợi, nhưng điều tôi chờ đợi lại là tin anh và Lý Hằng ở bên nhau. Anh là đồ khốn kiếp. Lúc đầu anh nói sẽ viết một bài hát dành riêng cho tôi là giả dối. Đạo diễn gần như phát điên khi nghe tin này, thật là một tiết lộ bạo lực. Câu chuyện chia tay đẫm máu xen lẫn hiểu lầm vì tức giận nhau mà cho tình nhân có cơ hội xen vào thật là thú vị. Tôi rất đau lòng sau khi nghe những gì Lâm Vạn nói, mặc dù cô ấy thường có chút nóng nảy nhưng Lâm Vạn thực sự là một cô gái tốt. Hệ thống mau đổi một bài hát. Lâm Vạn, lúc đó anh thực sự đã viết một bài hát cho em, ngay bây giờ anh sẽ hát cho em nghe. Nói xong tôi bước tới giữa sân khấu. Music. Mày quên em, anh đã biết, anh đã biết ta là dành cho nhau từ phút nắm tay đầu tiên. Khúc dạo đầu vừa vang lên, mọi người đều im lặng và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ lại có thêm một bài hát thần thánh. Lâm Vạn không thể kiềm chế sau khi nghe điều này, nước mắt đã vỡ bờ đê. Tước Phong, anh thật tàn nhẫn, anh muốn tôi không sống trong quá khứ và muốn tôi coi mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là giấc mơ của tôi thôi sao? Trong bóng tối anh mơ màng rằng anh đang nhớ em, anh muốn có em, cạnh em hạnh phúc quen tháng ngày, anh chỉ mong được bên em bình yên. Dịu dàng áng mây gây trôi bên người mà đôi môi không mỉm cười, vậy tại sao người vừa đau đớn vừa sao mai không về, anh đã đây biết mọi cơn mê. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 người bạn gái cũ đã bỏ rơi tôi, kết quả là tất cả họ đều muốn quay lại với tôi. Khi tôi hát xong một bài, Lâm Vạn đã bật khóc, cô ấy không biết mình đã nghe xong bài hát như thế nào, tim cô ấy đau như bị đâm hàng chục nhát dao. Ngoài là tên bạn trai cặn bã thì anh còn là một kẻ vô tình, anh muốn khiến em quên đi quá khứ và anh nghĩ điều đó khá dễ dàng nhưng chỉ với anh thôi vì anh không yêu em nhiều như em yêu anh. Khi nghe xong bài hát mọi người cũng bùng nổ. Ôi chúa ơi, Lâm Vạn đã khóc khi nghe xong bài hát. Tước Phong đúng là một kẻ cặn bã và điều đó làm tổn thương trái tim nữ thần Lâm Vạn của chúng ta rất nhiều. Trần Dũng ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu rồi, anh vẫn ra tay với Trần Dũng này, cũng may tôi không đi gây sự, nếu không tôi lại bị tát vào mặt rồi. Đơn Phương ở bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe điều này. Làm tôi sợ chết khiếp, dù tôi đã nghĩ hai người này thực sự sẽ quay lại với nhau, nếu điều đó xảy ra tôi sẽ không có cơ hội để bù đắp. Đúng như dự đoán, Tước Phong là người như vậy, không liên lạc sau khi chia tay, sự tàn nhẫn đàng hoàng và đàng hoàng. Nghe được lời này, đôi mắt Tô Tiểu Noãn sáng lên. Ngoài đẹp trai ra thì anh ấy còn hát rất hay, đây là lý do tại sao tôi lại hối hận khi chia tay anh ấy. Nhưng tôi rất xấu hổ khi đứng trên sân khấu. Đây là loại hệ thống bị lỗi gì vậy, một bài hát lại khiến cho Lâm Vạn bật khóc. Ký chủ xin lưu ý, bài hát được chọn bởi hệ thống này tất cả đều dựa theo những gì ký chủ muốn nói. Quên đi đừng đơn giản như vậy nữa. Lâm Vạn, bài hát tiếp theo cũng dành cho em, hãy coi đó như một kỷ niệm trong quá khứ của chúng ta. Nói xong tôi đi ra ngoài và đến chỗ cây đàn piano, đạo diễn đủ lý trí để cho Lâm Vạn cũng bước lên sân khấu, thấy vậy khán giả lại bùng nổ lần nữa. Đạn trực tiếp vút lên màn hình. Có chuyện gì đang xảy ra ở hội nghị giám đốc vậy, nhưng tôi rất hạnh phúc vì tôi cảm thấy rất tốt. Tại sao hai người này lại ở bên nhau khi họ rõ ràng đã chia tay, tôi cảm thấy họ rất ngọt ngào. Lâm Vạn đã khóc như thế này thì tại sao phải hát nữa, chỉ cần ôm một cái thôi mà. Anh không hứa và chưa nói ra từ mãi mãi vì đơn giản hạnh phúc ta không nắm trong tay, ngày mai đâu ai biết đâu ta có còn nhau, niềm vui vẫn hiện hữu hay thay thế niềm đau, nhưng anh vẫn yêu em, chỉ riêng em người duy nhất, vì đôi ta là của nhau, luôn xem nhau là duy nhất. Lâm Vạn đắm chìm trong ca khúc siêu việt, khi đó chúng ta đều còn quá trẻ, ta đều nghĩ người kia là tốt nhất, tiếc rằng cái kết vẫn là sự chia ly, nhưng tôi vẫn nhớ quá khứ và không thể thoát ra khỏi nó. Cùng hát vang bài ca nhưng nỗi buồn cũng có chút, đó là lúc những hiểu lầm làm ta xa cách nhau, rồi trong bờ cũng có mâu, bởi vì ta thông cảm nhau, trao nhau một niềm tin đủ lớn để bên nhau, mãi trao nhau vòng tay nhỏ để sưởi ấm những đêm dài bên nhau, những ngày nắng cùng nhau vượt những ngày mưa, sẽ khắc sâu kỷ niệm những ngày ta đón rồi đưa và không còn nữa, những nỗi buồn không tên thay vào đó là nụ cười giữa quanh trời trong mênh mông, những đám mây ở trên không, hai trái tim ở bên trong cùng hòa chung một nhịp đập và kỷ niệm sẽ không quên đâu. Bốn người ở một bên đều chết lặng, họ đều nghĩ khúc ca thần thánh của tôi được bán buôn miễn phí phải không? Tại sao mỗi lần hát là một bài ca khác, tôi có định để chúng trộn lẫn với nhau không? Lâm Vạn lúc này cũng có chút không ổn. Những bài hát anh tặng cho tôi sẽ không quên, nó chúng ta nợ nhau rất nhiều, từ giờ trở đi tôi sẽ luôn giữ nhiều ký ức về anh hơn. Khán giả bên ngoài địa điểm cũng bị ảnh hưởng bởi bài hát. Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ cảm thấy thật đáng thương cho họ. Đúng là bản lĩnh chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi. Trần Dũng tuổi con ruồi mà đòi đánh bại được Tước Phong. Bài hát đã kết thúc, mọi khán giả đều nhìn tôi với vẻ mong đợi. Tại thời điểm này bầu không khí đã được tăng cường đến cực hạn, mọi người đều nghĩ tôi định tỏ tình tiếp, tuy nhiên tôi đã kéo tay Lâm Vạn và lẻn ra ngoài. Đứa trẻ này cần phải chạy thật nhanh và tìm người theo sau mình, bây giờ xếp hạng tất cả phụ thuộc vào việc vượt qua. Phóng viên đã chặn tôi lại vào ngày hôm sau. Lục Tước Phong, tôi có thể hỏi cậu thích ai giữa Lâm Vạn và Lý Hằng không? Nghe vậy tôi nhanh chóng phủ nhận, mức độ nổi tiếng hiện nay của tôi đã cao như vậy rồi nên phải thận trọng trong mọi điều tôi nói và làm, nhưng phóng viên rõ ràng không muốn buông con đại bàng khi nhìn thấy con thỏ. Lục Tước Phong, nghe nói năm đó anh vẫn ở cùng Lý Thu Hằng, anh có quan hệ với cô ấy không? Đáp lại chỉ có sự im lặng không nói, rốt cuộc chúng tôi đã nói rất rõ ràng trong tin nhắn mà họ đã chia tay lúc đầu, sau khi vở kịch kết thúc cũng là lúc mọi người giải tán. Lại nhỉ, tôi còn trẻ mà thời đó Hằng già được coi là Hằng thật.
Khi tôi đã loại bỏ được phóng viên và đến tham gia chương trình, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn trong cách mọi người nhìn tôi. Lúc này tôi mới biết hóa ra là một fan hâm mộ đã vạch trần tôi khi tôi và Lâm Vạn đang yêu nhau. Chính sự can thiệp của Lý Thu Hằng đã khiến chúng tôi chia tay. Nội dung như sau: tin sốc Lục Tức Phong và Lâm Vạn đoàn tụ, tin độc quyền Lý Thu Hằng bị nghi là tình nhân. Tuy nhiên, một số fan chân chính của Lý Thu Hằng đã đứng ra phản bác. Làm sao những điều dựa trên tin đồn lại có thể được gọi là sự thật? Tôi cũng đã nói rồi, Lý Thu Hằng đang có quan hệ tình cảm với Đoàn Quân, một ông chủ lớn trong ngành. Ai tin vào tin đồn này là một kẻ ngốc. Bên kia, tình huống của Lý Thu Hằng cũng không ổn lắm. Lý Hằng đã bị mắng cả ngày hôm qua, bị gọi là kẻ hủy diệt mối quan hệ. Người bạn thân nhất của cô ấy, Đơn Phương, đã an ủi: Lý Thu Hằng đừng khóc, chúng tôi tin cậu không phải là người như vậy. Nhưng thực ra Đơn Phương cũng rất bối rối. Tình huống nào đã gây ra phản ứng lớn như vậy? Hai người họ có thực sự đã làm gì đó với nhau không? Liễu Miên Hôn và Tô Tiểu Noãn ở một bên cũng sắc mặt phức tạp. Họ sợ tôi và Lý Thu Hằng thực sự đã làm gì đó. Nếu là sự thật thì họ đã hết cơ hội ở bên tôi lần nữa. Còn mấy khách mời nam chỉ ăn dưa hấu, họ không định can thiệp vào việc này. Có nghĩa là chương trình tạp kỹ này đã có phần riêng của nó. Đúng lúc này, Lâm Vạn cũng tới hiện trường. Các nữ anh hùng của vở kịch Đẫm Máu đã gặp nhau, bầu không khí lập tức đạt tới cao trào. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 người bạn gái cũ, kết quả là tất cả họ đều muốn quay lại với tôi. Khi vừa hoàn thành xong tìm kiếm nóng thì hai nữ anh hùng của vở kịch Đẫm Máu đã gặp nhau, bầu không khí ngay lập tức đạt tới mức tận thế. Giám đốc ở một bên hưng phấn đứng lên: Hai người họ định xé xác nhau à? Nếu một cuộc chiến nổ ra, chương trình của tôi sẽ tạo nên một điều kỳ diệu về tình yêu. Tuy nhiên, Lâm Vạn đã đáp lại bằng cách xin lỗi: Lý Thu Hằng, tôi xin lỗi, tôi không ngờ cuộc trò chuyện ngày hôm qua lại khiến cô gặp nhiều rắc rối như vậy. Sau đó cô ấy nhìn về phía camera và nói với khán giả: Tôi và Tức Phong chia tay trong hòa bình, chỉ sau nửa năm ở bên nhau, không hề có bên thứ ba tham gia vào, xin mọi người đừng suy nghĩ lung tung như vậy. Cứ như thế một cơn bão đã dịu đi. Nhờ cơn mưa ngày hôm sau, ngoài rút được sổ số, tôi còn tình cờ lôi kéo được bạn gái cũ Lý Thu Hằng cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đó là ta giúp một người hâm mộ thực hiện mong muốn của mình. Địa điểm ở phía trước là địa điểm tổ chức đám cưới. Ở đám cưới được rồi, mau đi thôi. Bầu không khí giữa hai người chúng tôi có chút khó xử trong suốt chặng đường. Suy cho cùng thì chúng tôi chưa bao giờ liên lạc với nhau kể từ khi chia tay vài năm trước. Nhân tiện, Tức Phong, khi nghe bài hát của anh vào ngày hôm qua, lời bài hát thật đau đớn, những năm qua anh đã phải chịu đựng rất nhiều rồi phải không? Tôi cũng đã nói đó là lời bài hát chứ không phải thực tế, nếu thích thì tôi cũng sẽ viết cho em. Lý Thu Hằng nghe thấy điều này đã đỏ mặt, cô ấy cúi đầu và không nói gì. Điều này đã khiến các rào chắn bên ngoài hiểu lầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu tử Tức Phong này đã nói cái gì khiến Lý nữ thần ngượng ngùng? Hai người này có gì đó không ổn, có gì đó rất không ổn. Chẳng bao lâu sau, hai người chúng tôi đã đi đến địa điểm tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, khách hàng không phải chú rể mà là bạn trai cũ của cô dâu tên là Hạng Nam. Lục Tức Phong sau khi nghe bài hát của anh vào ngày hôm qua đã cho tôi dũng khí để theo đuổi lại tình yêu của mình. Theo đuổi lại tình yêu bạn gái cũ của cậu sắp kết hôn phải không? Đúng, nhưng chúng tôi đã đồng ý dù cuối cùng chúng tôi có ở bên nhau hay không cũng phải chắc chắn đến để chúc phúc cho nhau. Được rồi, vậy cậu muốn chúng tôi thực hiện mong muốn gì? Anh sẽ biết điều này trong giây lát thôi. Một lúc sau, đám cưới cũng đến phần tuyên thệ. Đúng lúc người làm lễ hỏi cô dâu có muốn cưới chú rể không thì một tai nạn đã xảy ra. Tôi không đồng ý. Nói xong, Hạng Nam đi đến chỗ tôi. Lục Tức Phong, tôi rất thích hai bài hát anh tặng cho Lâm Vạn, tôi hy vọng anh có thể chứng kiến tình yêu của hai chúng tôi. Với sự hỗn loạn này, mọi người đã bùng nổ. Đây có phải là nụ hôn trộm không? Đã hết chú rể này chắc chết mất. Cả tôi và Lý Thu Hằng đều chết lặng. Của này thì chúng tôi đã gặp rắc rối và bị lôi kéo vào chuyện nhí nhố rồi. Ở bên kia, Hạng Nam đã chạy tới nói chuyện tình cảm với cô dâu. Cậu ta cố ý mời cô dâu đi cùng mình, cô dâu sốt ruột từ chối nói chuyện. Lúc này đội an ninh đã tới hiện trường, vô cùng hỗn loạn. Hạng Nam dù bị khống chế nhưng vẫn chưa bị thuyết phục. Dài dài, anh biết em còn yêu anh, chỉ là em không thể ở bên anh do áp lực trần thế. Tại sao mọi người đều muốn cản trở chúng tôi? Lục Tức Phong, cứu tôi, chẳng phải anh đã hát rằng tình yêu không nên hối tiếc sao? Anh không muốn giúp tôi thực hiện mong muốn của mình sao? Mà nó nói đúng còn nói to nữa chứ. Hạng Nam, hình như anh đã hiểu lầm ý tôi. Do anh rất thích những bài hát của tôi nên nhiệm vụ của tôi chỉ là cung cấp cho anh một bài hát phù hợp với anh. Lý Thu Hằng ở một bên lo lắng hỏi tôi, có thể được không? Anh chàng này có vẻ hơi hoang tưởng. Đừng lo, không có con chó liếm nào có thể sống sót sau bài hát này. Nói xong tôi bước tới giữa sân khấu. Music. Phôi phe gần 2 năm xa cách, làm tình ta phai nhòa. Vẫn cứ mày tệ, vẫn cứ mày chẳng có cùng nhận được gì. Chỉ là nước mắt, chỉ là niềm đau những lúc ước mi. Người bước đi rồi bước đi, niềm thất trong tôi cũng dần mất. Hạng Nam ngay lập tức trở nên im lặng sau khi nghe lời bài hát. Đây chính là bài hát anh ta muốn nghe. Ôm hoài kỷ niệm tới quá khứ sâu vào trong tim, dù biết lại càng nhớ chỉ khiến bản thân càng đau thêm. Nhưng sao ta vẫn chờ, tại sao ta không thể quên? Vì sao ta vẫn đợi, vẫn cứ mong hoài một hai tên. Khó quên đi hạnh bóng đã ăn sâu vào tiềm thức, khó quên đi giọng nói luôn cài tai khi ngã gục. Hạnh phúc người mang đến vô tâm ta làm vỡ nát, và đến khi hối hận thì giờ em lại còn người khác. Thời nhạc rồi cũng xuống nhìn bóng em dần xa khuất, lời nhạc tâm sự buộc căn phòng trong tay duy nhất. Ta có thể giữ là bất bình và cùng mở vai ta chờ ai ta cờ dài lặng im trong yên thở dài. Mong người trở lại dù biết rằng có nhiều trở ngại, ký ức đã mở vai nhưng vì người ta sẽ nhớ mãi. Khi niềm tin lung lay thì tình cảm cũng dần cạn, tình tan rồi kết thúc ta đánh mất luôn tình bạn. Yêu để rồi tự chỉ mong chờ để rồi tự chỉ cố bám lấy kỷ niệm để bị xem lại càng ngu si.
Hạng Nam đã không thể kìm được nước mắt nữa. Anh ta không khóc khi bị cô dâu từ chối, anh ta không khóc khi bị bảo vệ đánh, nhưng khi nghe xong bài hát anh ta đã không thể chịu nổi nữa. Đúng rồi, tôi chỉ là khách thôi, Dai Dai, và tôi đã kết thúc rồi, đã đến lúc phải buông tay và chứng kiến hạnh phúc của cô ấy. Lý Hằng lúc này tim đã đập như mưa. Người ta nói đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, là người không bao giờ lừa dối ai. Cô dâu nghe xong bài hát mắt cũng đỏ hoe, trong vô thức đã dựa vào vai chú rể một rào cản bên ngoài cũng bắt đầu tràn vào màn hình. Khó chịu đến nỗi tôi đã khóc khi nghe nó. Lục Tức Phong, sao ngươi lại giỏi vượt qua cú sốc như vậy? Chú rể ở một bên sắc mặt rất tệ, anh ta nghĩ nếu tôi đến phá đám cưới của anh ta thì liệu anh ta có thể để tôi đi không, có nên gọi cảnh sát không? Các phù rể cũng tụ tập xung quanh chúng tôi. Lý Thu Hằng có vẻ lo lắng và không biết phải làm gì. Thấy vậy tôi nhìn qua chỗ cô ấy để an ủi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Nghe vậy Lý Thu Hằng đã lắc mặt và đỏ bừng mặt như mông khỉ. Cô ấy đã hiểu tại sao Lâm Vạn lại nói tôi là kẻ cặn bã, vì tôi thực sự giỏi về nó. Quý ông này, hai chúng tôi thực sự đến đây để chúc mừng cặp đôi mới cưới, vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ. Tôi cũng đã hát một bài dành riêng cho quý ông, nếu vẫn không đủ tôi có thể hát thêm một bài nữa. Tôi tham gia chương trình tình yêu với năm cô bạn gái cũ đã bỏ rơi tôi, kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Khách hàng của tôi đã gây ồn ào trong đám cưới của người ta. Vì vậy chú rể đang chuẩn bị gọi cảnh sát bắt tôi và Lý Thu Hằng. Quý ông này, chúng tôi thực sự ở đây để chúc mừng cặp đôi mới cưới, vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Tôi cũng đã viết một bài hát dành riêng cho quý ông, xin hãy cho tôi thời gian để hát một bài hát. Nói xong tôi lập tức đi đến giữa sân khấu mà không cho anh ta có cơ hội từ chối. Tôi Lục Tức Phong chúc hai vợ chồng mới cưới hạnh phúc và có một tình yêu vĩnh cửu. Khi tôi vừa hát, cô dâu chú rể đều sửng sốt, họ cảm giác có một giọng nói ấm áp vang bên tai. Muốn nói với em những điều mà anh chưa từng nói, cứ thế bối rối nên chưa bật em, anh không thể nói một lời. Hãy nắm tay anh cho em bao nhiêu niềm vui mới. Em bên anh người nhé. Từng ngày nhớ em, mong được thấy em, xin thời gian đừng trôi để anh bên em. Nhẹ nhàng nắm tay, ngọt ngào ngát ngây, mong tình yêu của anh và em sẽ như giấc mơ. Anh không thể quên, không thể quên em. 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 Khi tôi hát xong, cô dâu đã bật khóc. Lời bài hát được hát vào trái tim cô ấy, phần còn lại của cuộc đời ta là một định mệnh. Lúc này chú rể cũng phải thừa nhận rằng tôi của thực có cách vượt qua anh ta trong tương lai. Mọi người đều đắm chìm trong bài hát và không thể thoát ra được. Lý Thu Hằng nhân cơ hội này lên sân khấu đọc lời thề trong đám cưới chú rể hết lên. Tôi đồng ý, cô dâu mỉm cười và nói tôi đồng ý. Lý Thu Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xoa dịu được cơn giận của chú rể và đám cưới đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đó cô dâu và chú rể đến cảm ơn tôi. Cô gái bạn trai của cô thật sự rất tốt, người đẹp trai có tài năng và rất tốt, đây là con nhà người ta trong truyền thuyết. Khuôn mặt của Lý Thu Hằng đột nhiên nó đỏ như quả đào, tôi cũng không nói bất cứ điều gì để bác bỏ. Trên đường về, câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Lý Thu Hằng, nhưng lúc này chúng tôi không biết rằng nó đã nằm trong tìm kiếm nóng. Tin độc quyền lão phù Lục Tức Phong và nữ thần phim truyền hình Lý Thu Hằng đã gây ồn ào trong đám cưới bản gốc của hai bài hát được hát bởi Lục Tức Phong. Trở lại nhóm chính, Lý Thu Hằng cũng tỏ ra bất lực, hôm kia đã bị gọi là tình nhân giờ lại trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Thực sự ngày càng có nhiều fan CP hơn khi nhìn lại cô ấy thấy tôi đã ngủ thiếp đi. Dù đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng anh vẫn đẹp trai như vậy, thị lực của tôi thực sự tốt hay là chụp một bức ảnh nhỉ? Đầu nghĩ tay liền làm, Lý Thu Hằng lấy điện thoại ra chụp ảnh tôi khi đang ngủ và đăng bức hình lên trang cá nhân còn kèm theo văn bản. Tôi sợ anh ấy tỉnh dậy sẽ không hợp tác nên phải làm như vậy thôi. Lúc này khán giả đã bùng nổ. Chú ơi, nữ thần Lý Thu Hằng và Lục Tức Phong đã đưa ra thông báo chính thức chưa vậy? Nó quá rẻ đáng ghét. Ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải sự thật, đây chắc chắn là một kịch bản, tôi không tin. Lý Thu Hằng nhìn vào trận địa với đầy cảm xúc. Thật ra Lục Tức Phong cũng khá tốt, rất đẹp trai và trung thực và không bận tâm đến quan hệ của tôi. Nếu lúc đó chúng tôi không chia tay thì có lẽ bây giờ tôi đã là một người mẹ. Nói xong mặt của Lý Thu Hằng đột nhiên đỏ bừng, cô ấy không biết tại sao đột nhiên mình lại có những suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng nói đi nói lại thì sự nghiệp của tôi đã ổn định theo năm tháng, đã đến lúc nghĩ về những sự kiện xảy ra trong tương lai, ví dụ như việc làm quen lại với Lục Tức Phong rồi trở thành người yêu và tiến xa hơn nữa. Lý Thu Hằng bắt đầu cười khi nghĩ về điều đó. Khi cô ấy ăn sáng vào sáng hôm sau, Thiên Đơn Phương trông rất tệ, là bạn thân của Thu Hằng nên cô ấy biết rõ Thu Hằng có hứng thú với tôi. Hôm qua hai chúng tôi còn tương tác như một cặp đôi trong chương trình, vì vậy nên cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Lý Thu Hằng, cậu có thích Lục Tức Phong không? Cậu đã hiểu lầm rồi, giữa tôi và Lục Tức Phong. Được rồi, cậu không cần phải nói gì nữa, nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ tiếp tục kiên trì và không bao giờ buông bỏ. Nói xong Thiên Đơn Phương rời đi và để Lý Thu Hằng một mình. Một lúc sau, tổ tiết mục tuyên bố hôm qua tôi và Lý Thu Hằng được nhiều phiếu nhất, vậy nên chúng tôi có cơ hội thưởng cho mình một cuộc hẹn hò tự do. Điều này khiến nam khách đoàn quân chua chát. Lục Tức Phong, cậu có muốn tặng Lý Thu Hằng một bản sao của bài hát công khai không? Nghe vậy tôi chỉ có cái nhìn bối rối, nhưng Lý Thu Hằng ở một bên đầy mong chờ, cô ấy rất ghen tị với những bài hát tôi đã viết cho Lâm Vạn trước đây, lần này cuối cùng cũng đến lượt cô ấy. Giá như Lục Tức Phong viết cho tôi một bản tình ca thì tôi đã thú nhận tình yêu của mình với anh ấy ở nơi công cộng rồi. Nhìn Lý Thu Hằng với vẻ mặt ngôi sao nhỏ, mọi vị khách nam trông như đang ăn chanh, rốt cuộc nhân vật chính trong hai ngày này đều là tôi. Nói thật, tôi đến chương trình tạp kỹ này để có cái ăn thôi. Bằng cách này Lý Thu Hằng bất đắc dĩ phải rời đi trước sự theo dõi của những bạn gái cũ khác.
Đơn Phương chắc đang giận lắm và cả Lâm Vạn nữa. Tất cả các người đều chỉ là quá khứ, ta là một tình nhân, ta là cung điện. Về phần Tô Tiểu Noãn và Liễu Miên hôn ta, em rằng hai người còn không biết Lục Tức Phong tài năng đến mức nào, tiếc là đã quá muộn, Lục Tức Phong là của ta. Tôi tham gia chương trình tình yêu với năm cô bạn gái cũ, kết quả là họ đều muốn quay lại với tôi. Bởi vì nhiệm vụ trước có số phiếu bầu cao nhất nên tôi và Lý Thu Hằng có cơ hội hẹn hò riêng. Nơi hẹn hò được chọn là phố ăn vặt. Lý Thu Hằng ngượng ngùng đi theo tôi. Tại sao lúc đó tôi lại không phát hiện ra nhỉ, thì ra đi theo Lục Tức Phong lại yên tâm như vậy. Nhưng chúng tôi còn chưa mua sắm được gì thì Lý Thu Hằng đã bị người hâm mộ nhận ra với một tiếng hét. Chúng tôi ngay lập tức bị bao vây bởi những người qua đường, các fan nhiệt tình còn ghép đôi tôi và cô ấy. Không xong rồi, chúng ta đã chọn nhầm chỗ ở đây, có vẻ sôi động quá mức rồi. Không xong rồi, đại vương ơi, ai đã biến em thành nữ thần vậy, em quá quyến rũ rồi. Trong lúc hai người chúng tôi đang đùa giỡn với nhau thì người hâm mộ bất ngờ hét lên, họ muốn được nghe bài hát tôi đã hứa viết cho Lý Thu Hằng. Họ sẽ không rời đi nếu hôm nay họ không nghe thấy bài hát đó. Khi người hâm mộ cổ vũ, bầu không khí đã trở nên cuồng nhiệt hơn. Được rồi vậy thì hãy để tôi hát một bài cho mọi người nghe nhé. Với việc tôi đồng ý, con tim nhỏ của Lý Thu Hằng đã rung động. Không xong rồi, hôm qua tôi đã nói nếu anh ấy hát một bản tình ca thì tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình trước công chúng, chuyện này đến nhanh thế sao? Khi thấy Lý Thu Hằng đỏ mặt, tôi cũng hơi bối rối. Sao mặt cô ấy đỏ thế, do trời nóng quá sao? Tôi thực sự muốn hát khi nghe người hâm mộ yêu cầu, người hâm mộ cuồng nhiệt hơn, giám đốc hào hứng chỉ tay về phía tôi, ông ấy muốn tôi tương tác nhiều hơn trong một thời gian để tăng xếp hạng của tôi. Tôi lập tức đồng ý. Ông muốn hiệu ứng chương trình phải không? Không vấn đề gì, hãy xem màn trình diễn đỉnh cao của tôi. Sau đó tôi bước ra khoảng trống và chuẩn bị bắt đầu hát. Music. Anh có điều muốn nói, anh có điều muốn nói. Khi nghe khúc dạo đầu, Lý Thu Hằng mặt đã đỏ bừng, cô ấy không ngờ đây thực sự là một bản tình ca. Chiều về lang thang nhẹ nhàng, từ cơn sóng đông đưa dịu ra, từng nhịp ta không vội vàng, khi hoàn hôn ưng hồng với mình trên cát. Like and em baby, vì ngọt trên môi em crazy. Chạm nhẹ bàn tay lên đường cong, em ơi anh suy sao cả đêm. Trăng lên cao, em lung linh giữa muôn vì sao. Làn gió ghé qua, muốn cùng anh hòa vào mùi hương trên tóc. Hạnh phúc ngất ngây, ôm lấy em ở trong vòng tay. Trong khi hát, tôi ra hiệu cho đạo diễn quay lại. Ngoài ra tôi còn nhắc nhở đạo diễn hướng máy quay về phía Lý Thu Hằng. Tôi thấy Lý Thu Hằng mỉm cười rạng rỡ và rạng rỡ. Anh có điều muốn nói khi nhớ bên tai em tôi. Em cười làm anh say mê, mở lối anh đưa em về. Vậy là anh đang tận hay là anh đang về? Thậm chí là cái lần vì baby, ánh mắt lấp lánh, áo trắng phong phê, khiến tâm tư anh rối bời, ngẩn ngơ không nói nên lời. Giữa đôi chân của em là hai chân của anh, giữ em theo từng nhịp trên một khúc nhạc cần. Tại anh vòng của em ngỡ em sát vào lòng anh, cảm xúc hòa vào nhau, tim ta đập. Khi bài hát sắp kết thúc, tôi đã nhìn về phía Lý Thu Hằng. Tôi đã nói với cô ấy hãy đến với tôi và nghe tôi hát. Lý Thu Hằng đến bên tôi giữa tiếng la hét của khán giả. Sau khi hát xong, cả hai chúng tôi nắm tay nhau ngọt ngào. Các fan có mặt tại hiện trường vô cùng phấn khích. Lý Thu Hằng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn tôi. Trời ơi, tôi phải tỏ tình với anh ấy rồi sao, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Từng dòng lời của bài hát vừa rồi nó giống như là lời tỏ tình người yêu vậy. Lý Thu Hằng tí thì ngất đi vì sung sướng sau khi nghe bài hát. Dù trước đây chúng ta đã xa cách nhưng chúng ta vẫn vượt qua, tôi sẽ không bao giờ để mất anh nữa. Lý Thu Hằng nhìn tôi với đôi mắt đầy sao đạn nổ trực tiếp. Chẳng phải điều này quá ngọt ngào sao, thật khó để kết thúc nó mà không kết hôn. Nghi ngờ Lý Thu Hằng hiểu Lý Thu Hằng và tham gia cùng Lý Thu Hằng. Lâm Vạn đừng liên lạc với Tước Phong nữa, tôi sợ Thu Hằng sẽ hiểu lầm. Trần Dũng ở một bên nhìn đến đau răng. Chẳng phải ngươi là người đã vượt qua kỳ suy đoán CP với Lâm Vạn rồi sao, tại sao giờ ngươi lại gây rối với Thu Hằng nữa? Các vị khách nữ khác còn khó chịu hơn Trần Dũng. Nếu như tôi không chia tay với anh Tước Phong thì người đứng cạnh anh ấy bây giờ có phải là tôi không? Tôi tưởng anh chỉ có thể viết những bài hát buồn, không ngờ anh cũng có thể viết những bài hát ngọt ngào đến thế. Tại sao anh không viết một bài hát cho tôi ngay từ đầu, tôi không xứng sao? Đơn Phương rất đau lòng, người bạn thân nhất và người cô ấy yêu nhất thực sự đang ở bên nhau. Cô ấy nghĩ có lẽ là vì chúng ta thực sự không có duyên phận đó. Nhưng Lâm Vạn bên này còn thảm hơn, cô ấy không thể giữ chặt mình trong một thời gian dài, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Có phải anh chia tay em vì anh đã tìm được người anh yêu hơn? Phần hát tạm thời đã bị vượt qua và khiến nó giống như một buổi hòa nhạc. Tôi nhìn Thu Hằng nhút nhát và tự nghĩ, đúng là Lý Thu Hằng, kỹ năng diễn xuất của cô ấy thực sự quá tốt. Nếu như tôi không biết cô ấy đang diễn, tôi thực sự đã tin rằng cô ấy quan tâm đến tôi. Thu Hằng, cô vẫn thích Tước Phong à? Những người hâm mộ không quá coi trọng việc xem cuộc vui đang phát điên trên con đường lửa bên dưới. Mọi người xin hãy im lặng, tôi muốn nói vài lời. Tước Phong khi anh hát, tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn. Nhìn ánh mắt chiều mến của Lý Thu Hằng, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy? Mau nói vài lời để đánh lừa fan rồi đi ăn tối sớm thôi, tôi sắp chết đói rồi. Tôi buồn vì lẽ ra tôi phải nghe bài hát này từ nhiều năm trước rồi, tôi vui vì hôm nay tôi vẫn có thể nghe được bài hát này. Vừa nói xong, Lý Thu Hằng mặt đã đỏ như trái đào, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cô ấy có nhầm không vậy? Bây giờ không phải là lúc để hành động, tại sao cô ấy lại giật cân như vậy? Người hâm mộ trên khán đài càng điên cuồng hơn và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chính là nhịp điệu xưng tội của Thu Hằng sao? Tôi không quan tâm người khác nói gì, Tước Phong, tôi có chuyện này muốn nói với anh.
tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ, kết quả là bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Lý Thu Hằng vô cùng xúc động khi nghe ca khúc Anh Có Điều Muốn Nói Của Tôi. Dưới sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, cô ấy thực sự muốn thú nhận tình yêu của mình. Tôi không quan tâm người khác nói gì, tôi không muốn giả vờ với chính mình nữa. Ngoài ra tôi muốn nói to với anh, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Lúc này người hâm mộ và bình luận đều phát cuồng. Đây có phải là sự giàn dựng không? Tôi thực sự không thể phân biệt được. Kịch bản này thú vị quá. Tôi muốn gọi đây là người mạnh mẽ nhất trong tình yêu. Các vị khách nữ khác còn sốc hơn. Loại bạn thân nào lại đến đây để cướp một người đàn ông? Của phở. Cô thật tuyệt vời. Tôi tưởng là chỉ có cô bạn gái cũ Lâm Vạn, không ngờ còn có cả Lý Thu Hằng. Tôi thực sự đã tin cô. Tô Tiểu Noãn ngơ ngác. Cô ấy không ngờ Lý Thu Hằng lại thú nhận tình yêu sớm như vậy. Cô ấy còn chưa làm gì. Về phần Lâm Vạn, hiển nhiên là cô ấy đang khóc. Trong bầu không khí này thì không có cách nào để vượt qua. Bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục diễn xuất và kéo Lý Thu Hằng vào lòng. Nhưng Lý Thu Hằng thấy rằng tôi có vẻ không ổn, rất không tự nhiên. Bài hát vừa rồi rõ ràng là một bản tình ca để bày tỏ tình yêu. Nhưng tại sao anh ấy có vẻ bất đắc dĩ như vậy? Cái đó cảm ơn em đã quan tâm tới chương trình của chúng tôi. Sẽ có nhiều nội dung thú vị hơn trong tương lai. Nhưng người hâm mộ éo thèm nghe tôi, họ hét to rằng muốn nhìn thấy chúng tôi hôn nhau. Nếu hôm nay không nhìn thấy nụ hôn thì họ sẽ không rời đi. Tôi muốn Lý Thu Hằng nói vài lời nhưng không ngờ cô ấy đã vào tư thế sẵn sàng rồi. Không, Lý Thu Hằng, cô định dùng loại máy bay nào? Chúng ta đã chia tay rồi mà cô còn muốn lợi dụng tôi sao? Mình cần hát một bài hát mới để đánh thức Lý Thu Hằng. Khi thấy chúng tôi không hôn nhau, các vị khách nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ gần như nghĩ rằng tôi sẽ bị loại. Mặt khác tôi đã choáng váng khi nhìn thấy bài hát này. Hát xong bài này chẳng phải Lý Thu Hằng sẽ trực tiếp thăng thiên ngay tại chỗ sao? Tôi là gấu TV, hãy nhớ bài hát và hệ thống được tạo theo suy nghĩ bên trong của cậu. Một khi đã được tạo thì nó không thể được thay thế. Thôi kệ, cứ làm theo kịch bản đi. Music. Mọi người xin hãy im lặng. Sân ga chiều nay vắng lặng. Chẳng dám ở lại một nơi, chỉ toàn kỷ niệm chúng ta. Là do anh yếu đuối, là do anh chẳng thể quên. Khúc dạo đầu vừa vang lên, Lý Thu Hằng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bài hát trước vui tươi và ngọt ngào, còn bài hát này nghe buồn và khiến cô ấy muốn khóc. Nghĩ lại thuở mới yêu nhau, người đại diện của cô ấy đã giận dữ tố cáo tôi, nói yêu sẽ chỉ hủy hoại tương lai của cô ấy, dù tôi đã nói mình có thể kiếm tiền và nói rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Thu Hằng. Tuy nhiên cuối cùng Lý Thu Hằng đã chọn sự nghiệp. Thông điệp cô ấy gửi cho tôi rất rõ ràng: tất cả chúng ta đều là diễn viên và đã đến lúc phải rời đi sau khi vở kịch kết thúc. Lý Thu Hằng đã bật khóc khi nghe bài hát này. Cô ấy là người chủ động chia tay trước, nhưng đúng là lúc đó tôi chưa đủ tư cách để yêu cô ấy. Cô ấy nghĩ tôi đang chế nhạo cô ấy bằng bài hát này. Tiếng khóc này khiến người hâm mộ phải im lặng. Họ đang nghĩ, tình hình gì vậy? Tại sao cô ấy lại khóc một cách đau lòng như vậy? Nó không giống như một hành động. Đạo diễn rất hài lòng khi xem câu chuyện phát triển. Nói thật, cậu thậm chí còn không biết tập tiếp theo sẽ như thế nào. Xếp hạng xong rồi, nhìn Lý Thu Hằng đang khóc lóc, tôi vội vàng khuyên nhủ, Thu Hằng xin hãy tỉnh táo, đây là buổi phát sóng trực tiếp. Lý do anh muốn tôi có lý do gì? Anh là cái đồ nhỏ mọn, đã bao nhiêu năm tôi không có một thông tin nào. Tôi muốn gặp anh thì anh tránh mặt tôi. Hôm nay anh viết một bài hát đặc biệt là để chế giễu tôi phải không? Ngày đây dù tôi là một diễn viên nhưng tôi cũng không có lỗi với anh. Khi Thu Hằng nói xong, nước mắt lại trào ra. Trong cơn tuyệt vọng, tôi buộc phải vác Lý Thu Hằng và rời khỏi hiện trường. Những người hâm mộ có mặt đã quá xấu hổ để ngăn cản chúng tôi. Tôi tưởng tôi đến đây để mua đồ mọt, không ngờ lại ăn được của dưa lớn. Quay lại nhóm cột thì đơn phương đã đến phòng Lý Thu Hằng để an ủi cô ấy. Haha, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông hẹp hòi như vậy. Sau khi chúng tôi chia tay thì anh ta vẫn chế nhạo tôi bằng những bài hát. Cậu hãy tránh xa Lục Tức Phong để tránh bị tổn thương. Thu Hằng, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng tôi muốn hỏi, nếu tôi ở cùng Lục Tức Phong thì cậu sẽ phớt lờ chúng tôi phải không? Khi nghe vậy, Lý Thu Hằng rất sửng sốt. Không, tôi vẫn có mâu thuẫn với anh ta. Khoan, có phải cậu ấy háo hức muốn săn trộm tôi không? Đây là trà xanh. Thu Hằng giận dữ quay người bỏ đi. Giám đốc ở một bên đã nhìn tận tai. Mọi người trên internet cứ nói đây là một kịch bản nhưng thực ra là đích có kịch bản nào ở đây cả. Dù là đạo diễn, ông ấy cũng không biết cốt truyện tiếp theo sẽ như thế nào. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ. Kết quả là bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Một bài hát do một diễn viên hát hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ của Thu Hằng. Nó thậm chí còn khiến hai người bạn thân quay lưng lại với nhau. Thu Hằng đã nghĩ đến việc rời bỏ chương trình vì tức giận. Kết quả là cô ấy đã bị người đại diện của mình thuyết phục. Nghĩ khi đi, nếu bây giờ rời đi cô sẽ không còn cơ hội nữa. Cô cũng thấy rồi đấy, cả 4 cô gái còn lại đều đang để mắt tới Lục Tước Phong. Không thể nào, Tước Phong có nổi tiếng đến vậy không?
Nhưng khi nghĩ lại, việc vượt qua mọi người vẫn thật tuyệt. Anh ta vẫn rất có tài dù là viết nhạc để giễu cợt tôi. Không phải là tôi không thể tha thứ cho anh ấy, chỉ cần anh ấy sẵn lòng dỗ dành tôi. Những vị khách nữ nổi tiếng còn lại đều không chạy đi tìm anh ta, nên cô phải chủ động nhé. Anh muốn tôi đuổi kịp và vượt qua họ. Không phải anh đã nói sẽ không để em thực sự yêu sao? Nói đến đây, ruột gan của người đại diện xanh mét vì tiếc nuối. Anh ta không ngờ rằng tôi còn tài năng hơn 4 thằng kia, chủ yếu là vì chúng tôi không chia tay ngay từ đầu. Không phải bây giờ sức nóng sẽ bùng nổ sao? Họ đều nói tình yêu sâu sắc là như thế nào và hận thù sâu sắc là như thế nào. Việc cậu ta có thể viết được những ca khúc buồn như vậy chứng tỏ cậu ta có tình cảm sâu sắc với cô. Cô vẫn có cơ hội. Lúc này Lý Thu Hằng đã nhận ra điều đó. Cô ấy nghĩ chắc hẳn tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy rất buồn. Ngoài ra, cô ấy đang đến. Vừa ra ngoài, cô ấy đã nhìn thấy tôi cùng đơn phương đang nói cười. Cô ấy lập tức trở nên giận dữ. Hả hả, săn trộm trước mặt tôi à? Tốt cho cậu thôi không? Tôi không thể tức giận. Điều này sẽ chỉ đẩy tôi và Lục Tức Phong ngày càng xa nhau hơn thôi. Nói xong, cô ấy mỉm cười và đi về phía hai chúng tôi. Khi Lý Thu Hằng can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, khán giả đã phát điên khi nhìn thấy điều này. Nó đã vượt quá sự may mắn phải không? Hai nữ diễn viên hàng đầu đến gặp cậu ta. Sôi động quá. Tôi chỉ thích nhìn thấy những hình ảnh như thế này. Đạo diễn lại cười đến tận mang tai. Ông ấy kêu mọi người nhanh tay kéo camera. Hãy cho tôi xem cận cảnh cốt truyện này càng ngày càng thú vị. Đội chuyên mục buổi chiều tổ chức tiệc nướng. Tôi vừa nướng một con cá và đã sẵn sàng ăn nó. Nhưng Lý Thu Hằng đã đi đến. Tức Phong, cá nướng của anh trông ngon quá. Tôi muốn ăn cá. Ở đây nhiều cá nướng như vậy sao cô lại nhắm vào tôi? Nhưng mấy ảnh đã ở trên khắp bãi biển giờ hết cách rồi đành vậy. Tôi chỉ có thể nhường nhịn. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nướng con cá thứ hai. Kết quả là lúc chuẩn bị ăn, Quang Vinh đã nói quá nhiều. Lục Tức Phong, Lâm Vạn còn chưa ăn gì. Đạo diễn cười đến mức suýt rớt hàm. Chỉ là bầu không khí cần phải như thế này thôi. Chúng ta hãy bắt đầu chiến đấu. Hãy bắt đầu chiến đấu. Nhìn về phía trước, Lâm Vạn đã đứng cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Quang Vinh thực sự rất giỏi gây rắc rối. Đây không phải là đang đốt cháy tôi sao? Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa cá nướng ra lần nữa. Nhìn Lâm Vạn vui vẻ rời đi, tôi không dám nướng cá nữa. Tôi muốn tìm thứ khác để ăn. Kết quả là Thiên Đơn Phương chạy tới, đưa cho tôi một con cá nướng. Tức Phong, tôi sẽ cho anh ăn phần của tôi. Trong thời gian này, toàn bộ bầu không khí đã trở nên yên tĩnh. Thứ hạng của Thiên Đơn Phương rõ ràng cao hơn hai người đầu tiên. Thu Hằng và Lâm Vạn đều nguyền rủa trà xanh trong lòng. Cuối cùng cũng đến ngày hôm sau, giám đốc cử tôi đi lấy đồ. Kết quả là Thiên Đơn Phương cũng ở đó. Đạo diễn này quá vô liêm sỉ, vận chuyển đồ dùng không phải là việc của con gái, rõ ràng làm tất cả chỉ vì tin nóng mà thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi ở đó, còn Thiên Đơn Phương trông rất vui vẻ, chẳng trách hôm qua đạo diễn lại yêu cầu tôi thay đồ. Hỏi yeah. Hai người họ bước về phía trước như thế này, Thiên Đơn Phương đột nhiên nói gì đó, Hải Di ra đời đêm tàn, Giang Xuân bước vào năm cũ. Ngoài lòng tôi lập tức nhặt nó lên, cuốn sách quê hương có thể lấy ở đâu, ở bên cạnh Lạc Dương. Nhưng tôi không nói lại điều gì, mặc dù tôi hiểu ý của cô ấy. Khi không có phản hồi của tôi, cô ấy lập tức có tâm trạng chán nản. Nghĩ lại thì lần đầu chúng tôi gặp nhau tôi chẳng có cảm giác gì cả. Sau này quen nhau tôi mới nhận ra Lục Tức Phong hiểu tất cả. Thư pháp âm nhạc, nghệ thuật, rượu vang, từ thời cổ đại đến thời hiện đại. Từ văn hóa Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc đến lịch sử phương Tây. Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai đẹp trai nào lại hợp với tôi đến vậy. Cho đến khi bộ phim đó rung bão, toàn mạng hắc vượt mặt, người đại diện cũng không cho cô ấy tiếp xúc với tôi. Anh ta còn sắp xếp để dư luận bước lên để đơn phương vượt qua tôi cuối cùng. Tôi đã phải nhận toàn bộ trách nhiệm về sự thất bại của bộ phim. Chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa khi nghĩ về nó. Đơn phương đã bắt đầu khóc, còn tôi thì ngáo mẹ luôn. Tôi tham gia chương trình tình yêu với năm cô bạn gái cũ. Kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Đơn phương khi nhớ lại quá khứ, trong thoáng chốc cô ấy thấy buồn, sau đó cô ấy đã khóc to. Trao Huyền. Tức Phong, tôi biết anh đang oán giận tôi trong lòng. Tôi lại ngu ngốc một lần nữa, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Lúc này tôi chỉ muốn nói hiện vẫn đang phát sóng trực tiếp thưa quý cô. Những rào chắn ngoài sân cũng tràn ngập màn hình như điên. Tốt tỉnh dậy đã có dư ăn thật thú vị. Không lẽ trước đây đơn phương có quan hệ tình cảm với Tức Phong sao? Tức Phong, tôi xin lỗi khi bộ phim ra mắt mọi người đều ghét anh. Tôi cũng nói với anh vài lời để trốn tránh trách nhiệm. Tôi thật không biết xấu hổ, tôi là một người phụ nữ tồi tệ. Đây là lý do cô khóc, mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Kết quả là giây tiếp theo cô ấy trực tiếp nhảy vào trong vòng tay tôi. Anh có biết rằng tôi đã giữ nó trong lòng suốt những năm qua. Nó khiến tôi thật khó chịu, nhưng hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể nói ra. Lúc này mọi người đều tê liệt. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phấn khích của khán giả bên ngoài địa điểm. Quả dưa này thú vị quá. Xem ra hồi đó hai người thật sự có quan hệ tình cảm. Tức Phong thật đáng thương, bị cả mạng đưa vào danh sách đen. Bị cộng sự chế nhạo thật tội nghiệp. Lâm Vạn, người ở nhóm cột bên kia đã nổi điên. Đây là lời xin lỗi được phát sóng trực tiếp về việc tái sinh sau khi chết. Đúng vậy, bây giờ trong trận không còn ai trách Thiên Đơn Phương nữa. Họ đều khen ngợi cô ấy vì đã có thể đối mặt với những lỗi lầm trong quá khứ. Thật là một cô gái tốt, cô ấy là người thầm thích Tức Phong. Cuối cùng tôi cũng đã xin lỗi Tức Phong. Bây giờ mọi dư luận đều ủng hộ tôi và anh ấy. Vào buổi chiều, đội chuyên mục tổ chức trò chơi xét bài thành ngữ. Và các diễn viên nam, những người không trực tuyến được vài tập đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng kết quả là đơn phương trực tiếp kết thúc trò chơi. Giống như đặt tên cho một món ăn người khác chơi không được. Không, đơn phương từ nhỏ đã là một người phụ nữ tài năng. Chẳng lẽ người tạo chương trình này chỉ để trao cho cô ấy chức vô địch thôi sao? Bóng dâm, hoàn toàn mờ ám. Cây thật đấy, thời nay có cần phải văn minh đi cướp đàn ông không? Tỷ số cuối cùng đã ra, đơn phương ghi được 20 điểm, Tô Tiểu Noãn 16 điểm, Liễu Miên Hôn được 12 điểm, còn Lục Tức Phong là trứng vịt.
Ôi trời, Tước Phong trước đây có rất nhiều bài hát thần thánh, lại không biết thành ngữ. Của nhiên những ca khúc trước đó đều được tổ chương trình chuẩn bị trước để tăng độ nổi tiếng. Cậu ta không phải dựa vào thực lực. Hào了. Sau khi chơi một thành ngữ, chúng ta hãy chơi Salate thơ. Sau đó tổ chương trình yêu cầu Thiên Đơn Phương đưa ra chủ đề. Đơn Phương suy nghĩ một lúc rồi nói: sau cơn mưa, trời trong mây trong, màu sắc như tương lai. Khách khứa im lặng một lúc, họ đang nghĩ có cần khó khăn đến vậy không? Trương Trần Dũng tức giận đến xanh mặt. Ban đầu cậu ta muốn thể hiện năng lực của mình và giành chức vô địch. Kết quả là Đơn Phương đang cố bảo vệ tôi. Như vậy không phải mọi người đều nhận được không điểm sao? Nhưng Trần Dũng trợn mắt, bỗng nhiên có một ý tưởng hay, cậu ta cố ý nói to. Tước Phong, cậu có ý tưởng gì cho câu hỏi này không? Tôi thấy cậu viết nhạc rất hay nên chắc chắn chuyện này không quá khó với cậu. Trong lòng tôi cũng có chút tức giận, tên này luôn tìm kiếm rắc rối cho tôi, thật là một kẻ khó ưa. Thống Tử, hãy đến và gặp gỡ nhân dịp này. Chủ nhân lời khuyên như sau: trời xanh chờ mưa sương, còn anh luôn đợi em. Nghe vậy tôi sửng sốt, câu này có chút quá rõ ràng. Ngoài ra có rất nhiều người đang xem. Trần Dũng nhìn tôi khi thấy tôi không nói gì. Tôi tưởng cậu ta sẽ không làm vậy nên tôi vẫn giữ im lặng. Nhưng thằng khốn này không để tôi yên. Tước Phong có vấn đề gì vậy? Lời bài hát của cậu được viết rất hay. Chọn một bài thơ hẳn là dễ dàng với cậu phải không? Cậu có thể nói tùy ý miễn là ý nghĩa tương tự. Tôi không thể chịu nổi nữa nên buột miệng nói ra: trời xanh chờ mưa sương, còn anh luôn đợi em. Đây không phải là một bài thơ cổ sao? Cậu có bị ngu ngốc sau khi ăn quá nhiều cá nướng không? Không phải thơ cổ, đây là lời bài hát tôi vừa mới nghĩ ra. Hãy coi lời bài hát như những bài thơ cổ. Bài thơ của cậu thực sự là hay nhất. Ở một bên, gò má của Đơn Phương đã hồng hào, con tim nhỏ đang rung động chỉ vì lời thơ quá đúng, quá tuyệt vời. Không, Đơn Phương, lời bài hát này có gì đúng chứ? Cậu không thể thiên vị CV của mình như thế này được phải không? Chị Đơn Phương, em vẫn rất mơ hồ, chị có thể giải thích cho Tiểu Noãn được không? Lại. Để tôi xem cậu thổi thế nào. Gia đình tôi có nhiều đời làm nghề gốm sứ. Màu xanh da trời là màu đại diện của lò du. Điều tôi vừa nói nghĩa là sau cơn mưa bầu trời sẽ trong xanh và mây sẽ tan. Những màu sắc như vậy tạo nên tương lai. Chính Chu Yêu Cha Si Song đã yêu cầu mọi người làm cho bầu trời có màu xanh sau mưa. Chỉ sau khi tắm, màu của bầu trời sau khi được rửa sạch là màu xanh lam. Tước Phong nói: trời xanh chờ mưa sương, còn anh luôn đợi em. Thiên thanh và mưa mù đối mặt nhau như anh đối mặt với em. Mọi người nghe xong đều thấy có lý. Khi người xưa nung lò thì màu xanh là khó nhất. Trời cần mưa, nhiệt độ và độ ẩm vừa phải để tạo ra màu xanh. Nhưng ngày xưa chúng ta không biết khi nào trời sẽ mưa, cũng như bây giờ không ai biết khi nào nửa kia của mình sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và cuối cùng anh ấy sẽ đến. Nghe vậy mọi người đều chiều mến nhìn tôi, ai nấy đều sửng sốt. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ. Kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Đơn Phương đã giải thích về câu nói mưa xanh và sương mù của tôi. Và tôi đang đợi cậu đúng vì một lý do chính đáng. Mọi người đều bùng nổ hóa ra vượt qua người lâu như vậy. Đây chính là một lời tỏ tình sao? Sẽ là ngu ngốc nếu vượt qua. Hãy để tôi nói rằng câu này quá rõ ràng, hiện tại tất cả chỉ là hiểu lầm. Hóa ra anh Tước Phong thích chị Đơn Phương đến thế. Lẽ ra tôi nên biết rõ hơn là không nên chia tay anh ấy. Liễu Miên Hôn cũng có vẻ khó chịu, vốn dĩ cô ấy muốn đợi một người cả đời. Đáng tiếc là trong lúc chờ đợi tôi đã tự tay kết thúc nó. Khỏi cần phải nói, Lâm Vạn đã khóc. Tại sao cậu lại cố cướp bạn trai người khác nếu cậu giỏi và tài năng như vậy? Trà xanh, tiếng đập cũng tràn màn hình như điên. Ôi trời, đây là lời tỏ tình của một người có văn hóa sao? Lãng mạn quá. Toàn bộ cuộc đời của Tước Phong sẽ bị khóa trực tiếp. Anh hiểu cô hiểu anh, kết hôn ở đâu đi? Nghĩa là sắp có bài hát mới nữa à? Đạo diễn nhìn thấy lại cười đến mang tai. Lục Tước Phong này rất giỏi gây rắc rối, ngay lập tức khiến mọi người la ôm. Ngoài việc hát những bài hát mới, Trương Trần Dũng tức giận đến xanh mặt. Một số ít người đến đây được coi như là những chiếc lá xanh tô điểm cho vẻ đẹp vượt xa của loài hoa này, nhưng vẫn phải nghe lời đạo diễn. Lục Tước Phong, bây giờ lời bài hát đã ở đó rồi, còn có những bài hát mới nữa phải không? Hát để cổ vũ mọi người. Tôi nghe lập tức xấu hổ, không ngờ họ hiểu lầm từng dòng một như thế này. Vậy nếu hát sẽ không bị nhầm là lên thiên đường. Nhưng không có cách nào, tôi phải nghe lời đạo diễn, tôi vẫn bước lên sân khấu. Music. Em đi ngang qua hôm nay, trông anh như đang mê say. Em cho anh thêm ngất ngây, chỉ muốn như thế này được thấy em bao ngày. Em như ngôi sao trên cao, cho bao con tim xôn xao. Em cho anh thêm khát khao, được có em trong đời, muốn nói một lời rằng không một ai thay thế được em. Màn dạo đầu vừa ra mắt, tất cả bạn gái cũ đều sốc. Lời này không phải do Đơn Phương viết sao? Thật lãng mạn khi dùng sự vật làm ẩn dụ cho con người. Không một ai thay thế được em. Em người con gái tháng năm qua anh kịp tìm, là người mà anh luôn mang. Từ khi gặp em, anh gạt bỏ mọi thứ xung quanh, chỉ cần em thôi, và đôi môi dường như muốn nói. Oh baby I'm love. Đơn Phương bị mê hoặc đến mức không nói một lời về tình yêu, nhưng tôi đã bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy ở mọi nơi, giống như màu xanh chỉ xuất hiện sau cơn mưa rào. Hóa ra anh đã quan tâm đến tôi kể từ khi chúng ta chia tay. Nghĩ về nơi tôi đang ở, nghĩ về việc tôi đang làm. Khách mời nam cũng chỉ biết im lặng, họ đang nghĩ nhà của tôi có thực sự là một nhà máy bán buôn bài hát không? Chỉ là một chương trình giải trí thôi, có cần phải vất vả thế không?
Bốn bạn gái cũ còn tức giận hơn. Đơn phương này có thực sự tốt như vậy không? Đạn đã nổ trực tiếp. Ôi trời, đây là Trần phong cách dân tộc phải không? Nếu Tức Phong và đơn phương không ở bên nhau, tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Đẳng cấp của bài hát này thực sự quá cao. Không giám đốc quân, nghe có vẻ hơi ổn thôi phải không, trình độ cao ở đâu? Nhìn phôi thai đơn sơ và hoa trắng xanh trong lời bài hát, kịch bản chính thức gỡ đàn hương quý cô khỏi nấu ăn. Bài hát này ở đâu? Rõ ràng là một bức tranh phong cảnh bằng mực. Sau khi đoàn quân nhắc nhở, mấy người cũng tỉnh táo lại. Dường như là vậy, khi nghe bài hát, một hình ảnh dần hiện ra trong tâm trí họ, cao nó thực sự cao. Khốn nạn, tên này đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một bài hát chất lượng cao như vậy? Không phải mọi người đều nói rằng cậu ta đã cạn kiệt tài năng và không có tiền sao? Sau khi bài hát kết thúc, quán quân cuối cùng đương nhiên là Thiên Đơn Phương. Như một phần thưởng, cô ấy sẽ chọn một khách mời nam để hẹn hò. Không cần phải nói, đương nhiên người đó là tôi, chương trình đã được ghi hình. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại tôi và Đơn Phương. Ngoài sự ngượng ngùng trong lòng vì sự hiểu lầm này rất lớn, nên tôi phải nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này, đừng lặp lại bi kịch của Lý Thu Hằng. Đó là Đơn Phương, thực ra bài hát này là dành cho chương trình, tôi không hát bài này dành riêng cho em, đừng hiểu lầm. Làm sao có thể được, Tức Phong, mặc dù tôi cũng là một diễn viên nhưng tôi luôn coi trọng các mối quan hệ. Cuộc sống của tôi suốt những năm qua không hề tốt chút nào. Tôi thường nghĩ về việc làm sao tôi có thể mang nó theo bên mình. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau chứ. Nói đến đây, nước mắt của Đơn Phương đã ngập tràn. Vì vậy tôi đã nói với bản thân mình, nếu có cơ hội gặp lại anh, tôi phải nói với anh Tức Phong, tôi xin lỗi, tôi yêu anh. Ai vượt qua đều là ngu ngốc, cô có mắc sai lầm không? Tại sao lại muốn thú nhận lần nữa? Chuyện gì đang xảy ra với những người bạn gái cũ này vậy? Chúng ta đã rất quyết đoán khi chia tay, nhưng giờ tại sao tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi vậy? Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ. Kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Tức Phong, tôi xin lỗi, tôi yêu anh. Ai vượt qua đều là ngu ngốc, cô có mắc sai lầm không? Tại sao lại muốn thú nhận lần nữa? Đơn Phương, tôi nghĩ cô có thể đã phạm sai lầm. Cô nên cảm thấy tội lỗi vì tình cảm của cô dành cho tôi bây giờ hơn là thích tôi. Tức Phong, thực sự đã bị Lâm Vạn làm tổn thương phải không? Anh cũng lo lắng tôi yêu anh vì tội lỗi. Đơn Phương lao mình vào vòng tay của tôi, đỏ mặt như trái đào. Đồ ngốc, tôi biết rất rõ lòng mình. Không phải vì bài hát của anh, tôi không cố gắng bù đắp bất cứ điều gì. Người tôi thích chính là anh. Đạo diễn ở bên cạnh suýt rớt hàm vì cười. Kéo nhanh camera để chụp cận cảnh. Đây sẽ là trang bìa vào ngày mai. Rồi cuộc hẹn của ngày hôm sau bắt đầu. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định ra tay với Đơn Phương. Tôi đã nghĩ rất lâu khi quay lại ngày hôm qua. Chúng ta hãy chỉ là bạn bè thôi. Thiên Đơn Phương đã bật khóc sau khi bị từ chối, nhưng đây vẫn là phát sóng trực tiếp. Cô ấy âm thầm tựa vào vòng tay tôi, có vẻ như cô ấy vẫn đang hẹn hò vui vẻ. Mưa rào cũng bắt đầu tràn vào màn hình. Ngọt quá, cho tôi riêng tư đi. Mẹ ơi, con lại tin vào tình yêu rồi. Một lúc sau, Đơn Phương thu thập cảm xúc, ngẩng đầu lên nói với tôi, không có vấn đề gì, ít nhất hôm nay anh vẫn là bạn trai của em. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Đơn Phương, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần làm cho nó rõ ràng, khi đến giờ ăn tối, Đơn Phương có vẻ mất tập trung. Rốt cuộc sau ngày hôm nay, bạn trai cô ấy không còn là bạn trai của cô ấy nữa. Có phải vì anh vẫn chưa tha thứ cho tôi? Nếu không thì tại sao anh lại tiếp tục từ chối tôi? Tức Phong, trong lòng anh còn trách tôi không? Không, thực sự không có lão phu nhân. Không cần nói dối, anh có thể mắng tôi nếu điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Không, tôi thực sự không trách em. Tôi không tin, anh cứ nói những gì anh muốn. Buổi tối khán giả đã phát cuồng, phải chăng nữ thần cũng khiêm tốn trong tình yêu? Buổi sáng ngọt ngào như vậy, sao buổi tối lại bắt đầu đắng cay vậy? Đơn Phương nghe được lời này trong lòng liền hiểu ra, tôi đã buông bỏ, người tôi không thể buông bỏ lúc này chính là bản thân mình. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chọn buông tay để giữ an toàn, hay chỉ cần gạt bỏ mối hận thù và dũng cảm theo đuổi tình yêu. Đơn Phương thở dài, anh là kẻ dối trá, tôi biết trong lòng anh vẫn trách tôi. Nghe vậy tôi cạn lời luôn, thưa cô, tôi thực sự không lo lắng về điều đó, làm thế nào để em có thể tin tưởng tôi? Tôi... chỉ là anh không coi trọng tôi thôi, những gì xảy ra lúc đầu là một cái gai trong lòng anh. Nếu không thì anh vẫn nên mắng tôi để anh vui hơn. Tôi thực sự sắp nôn, đây là rắc rối gì vậy? Sẽ không tốt hơn nếu có một bữa ăn yên tĩnh và tan làm phải không? Tuy nhiên khán giả cũng rất vui. Không thể khiêm tốn như vậy được. Đây là một bài hát có kịch bản sao? Quá đỉnh rồi. Tức Phong, tôi long trọng nói với anh rằng tôi thích anh. Không phải vì anh đã viết bài hát đó, không phải vì tôi cảm thấy có lỗi với anh, nhưng tôi luôn thích anh. Tôi không muốn bị anh hiểu lầm, tôi không muốn nhớ anh nữa. Cô gái này tự luyến quá. Tôi thực sự xin lỗi. Khi nghe nói tôi lại từ chối Đơn Phương, cuộc tấn công thật điên rồ. Lục Tức Phong từ chối lần thứ hai, Hà Hàn chúa ấy, thật không hài lòng khi vượt qua anh. Khi thấy đôi mắt của Đơn Phương đỏ hoe khi nghe tôi từ chối cô ấy, tôi chẳng biết làm gì ngoài sự bất lực. Hãy để tôi hát cho em một bài hát, sau đó tôi bước tới giữa sân khấu. Music. Ngoài trời đổ cơn mưa, anh thấy rất buồn khi em đã buông đôi tay anh đi thật nhanh. Và giờ này nơi anh chỉ còn lại bóng đêm, lục tìm ký ức những yêu dấu ta từng có nhau. Vậy mà khi ra đi em đâu quan tâm, con tim anh yếu mềm cạnh bên một người vô tâm, để yêu để thương thật quá đáng cay. Nhớ khi ta gần nhau chúng ta luôn mỉm cười.
vậy mà giờ đây phải xa rời nhau lệ cay khóe mi. Thiên Đơn Phương khóc lớn. Điều này có nghĩa là cô ấy đã bỏ rơi tôi khi tôi cần cô ấy nhất. Dẫu dẫm lên nhưng vẫn thích vượt qua. Chỉ là đôi khi tôi không thể tự giúp mình. Đơn Phương cũng hiểu rằng tôi chắc chắn đã yêu cô ấy vào thời điểm đó. Nếu không tôi sẽ không thể một mình chống lại mọi thứ được. Nhưng bây giờ hai người yêu nhau không thể ở bên nhau được nữa. Đơn Phương đã vỡ hàng phòng ngự. Nuốt nước mắt vào tim, giấu cơn đau trong lòng. Mà người đâu biết đằng sau mọi thứ chỉ là dối lừa. Mãi em xa anh rồi, mai ta xa nhau rồi. Sau bao mùa khơi chuyện tình mình nay đành phải buông lơi. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ. Kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Đơn Phương đã bật khóc trong ca khúc Mai Ta Xa Nhau của tôi. Tức Phong, tôi biết anh đang oán giận tôi trong lòng. Bây giờ anh đang hạnh phúc. Nói xong cô ấy nhào vào vòng tay của tôi. Tức Phong, anh đã mắng tôi rồi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hãy bắt đầu lại. Khán giả đã choáng váng khi nhìn thấy cảnh này. Ôi trời, Hân Hân, sao vẫn nhảy lên vậy? Có vẻ như hai người này chắc chắn đã từng ngoại tình trước đây. Ở phía bên kia của khách sạn, các vị khách nam đều có biểu cảm phong phú. Bọn họ đều nghĩ, chương trình tạp kỹ này thực sự rất đáng giá, tôi rất thích thú. Cậu thực sự có khả năng vượt qua cấp độ này. Cậu thực sự làm trùng cuối của chương trình rồi đấy. 3 trong số 5 vị khách nữ là bạn gái cũ của cậu. Không khí trong nhóm chuyên mục ngày hôm sau có chút kỳ lạ. Thiên Đơn Phương và Lý Thu Hằng đã hoàn toàn chống lại nhau vì một người nào đó. Lão đa, anh có nghĩ 5 vị khách nữ đều là bạn gái cũ của Lục Tước Phong không? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Tước Phong và Lâm Vạn là cùng một công ty. Cậu ta diễn xuất cùng Lý Thu Hằng và Thiên Đơn Phương. Bọn họ dành nhiều thời gian bên nhau. Hai người còn lại ít liên lạc và không thể nói về chuyện đó. Lòng thương xót, nếu cả 5 người họ đều là bạn gái cũ thì chương trình của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Đừng lo lắng, dù không phải tôi thì tôi vẫn có thể sắp xếp được. Không chỉ người quay phim nghi ngờ, Trần Dũng trong lòng cũng có chút bối rối. Tô Tiểu Noãn cô và Lục Tức Phong chưa từng ở bên nhau phải không? Mấy ạ. Anh Lục Tức Phong và tôi đã diễn xuất cùng nhau được vài ngày, sẽ không còn liên lạc nữa. Chân đà. Tôi đã thực sự suy nghĩ quá nhiều, làm sao cả 5 vị khách nữ đều là bạn gái cũ của Lục Tức Phong? Không thể, tuyệt đối không thể. Tô Tiểu Noãn phủ nhận điều đó, vậy nên Liễu Miên Hôn đã bị bỏ lại. Nhưng Liễu Miên Hôn là thiên hậu đại hoa, địa vị rất cao, nên không ai dám lên hỏi trực tiếp. Liễu Miên Hôn nhìn thấy ánh mắt của mọi người mỉm cười nói, Tước Phong chúng ta đã quen nhau từ lâu, tại sao lúc đó anh không theo đuổi em? Bây giờ mọi người đều dán mắt vào tôi, muốn nghe câu trả lời của tôi nhưng tôi không biết làm gì ngoài cái nhìn bối rối. Chị Liễu Miên Hôn, chị đùa à? Em thực sự không giỏi đến thế. Anh ta vẫn giả vờ ngu ngốc khi vượt qua anh ta. Lúc đầu em tưởng anh là một cậu bé ngây thơ ngốc nghếch, nhưng dần dần em đã bị anh thu hút. Sau đó em phát hiện anh có tới 3 người bạn gái cũ, đồng tác giả vẫn là người yêu. Anh rất tốt, anh trầm tính nhưng rất tài năng và những bài hát của anh rất hay. Anh cũng viết một bài hát cho em nhé. Tôi không thể trở thành bạn gái của anh nếu anh làm tôi khóc. Giám đốc há hốc mồm vì cười trước ca phẫu thuật này. Ông ấy không cần phải tự sắp xếp nó. Sự siêu việt này phụ thuộc vào cách anh hát. Nếu tôi có cảm giác với anh một lần nữa, tôi là một kẻ ngốc lớn. Tôi không thể cứu được bầu không khí ở đây, tôi chỉ có thể đạt được khi bước lên sân khấu. Music. Mình gặp nhau lần đầu trên phố, lúc ấy con đường ngập tràn mưa bay. Tóc em nhẹ từ sương mây, tha thức trái tim anh này. Gặp mặt nhau ngân nga câu hát, ngắm em khẽ cười ôi sao ngất ngây. Màn dạo đầu vừa vang lên, tất cả các vị khách nữ đều choáng váng. Nghe có vẻ nam chính là người khiêm tốn trong tình yêu. Tình cảm sâu đậm nhưng không được đáp lại như đang nói về chính mình vậy. Đành cầm nín để em rời đi cách xa nơi này. Mặt của Liễu Miên Hôn đã thay đổi khi nghe điều này. Mỗi lời bài hát đều nói rằng từ đầu đã không quan tâm đến mối quan hệ này nên mới dẫn đến sự chia tay. Sáng những lúc em cười. Khi tôi hát xong, Liễu Miên Hôn cố kìm nén cảm xúc.
Anh thật tuyệt vời, ở bên em thật là tra tấn phải không? Tôi luôn phàn nàn rằng tôi quan tâm đến công việc của mình và thờ ơ với anh, được chứ? Người tôi yêu không phải là anh, tôi yêu sự rạng rỡ đó và tất cả sự chú ý. Các vị khách nam thở phào nhẹ nhõm khi thấy Liễu Miên hôn không khóc, nếu không thì chương trình tạp kỹ này thực sự sẽ chỉ để ăn cơm chó mà thôi. Lúc này đạo diễn đã đưa máy quay cho Lâm Vạn, hãy nhìn những gì tôi đang làm, khi ở bên anh ấy tôi chưa bao giờ phớt lờ anh ấy. Chỉ cần hỏi Lý Thu Hằng bên cạnh tôi. Đạo diễn ngoan ngoãn đưa máy quay cho Lý Thu Hằng. Tôi từng rất ngoan ngoãn và bám ví khi ở bên Lục Tức Phong. Không phải tôi, cậu biết đó là ai? Máy quay im lặng của đạo diễn chiếu cảnh Thiên đơn phương trông cũng nhợt nhạt. Bài hát này cũng được viết cho tôi phải không? Tôi thực sự đã làm tổn thương anh sâu sắc đến vậy sao? Mặt khác Liễu Miên hôn một mình chạy đến nơi không có máy ảnh và lặng lẽ khóc. Đây có phải là hình ảnh của tôi trong trái tim anh không? Không cần khen tôi, không cần coi mình như nữ hoàng. Chia tay là sự giải thoát, Lục Tức Phong anh có thực sự yêu tôi không? Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ. Kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Lý Thu Hằng và Thiên Đơn Phương, những người vừa mới cãi nhau xong quay lại và bị sốc. Tình hình gì vậy? Tại sao Lâm Vạn và Tức Phong lại ngồi trước đàn piano? Ngôi nhà này đã bị cướp, trận đòn cũng bị sốc. Lâm Vạn là bậc thầy, cô ấy dùng lùi để tiến. Thật tuyệt vời. Lý Thu Hằng và Thiên Đơn Phương bắt đầu tranh cãi nên quyết định chơi piano. Tôi vừa nghĩ ra một bài hát đó là về tình bạn. Tại sao tôi không hát cho em nghe nhỉ? Như vì sao kia đang lưu lên trên cao, cao mà bầu trời tươi đen một sắc màu của những phút say mình ngọt kề bên nhau. Đâu bản thân lâu đi xem như anh em, có một chuyện cho vẫn đêm khi trước thềm. Trước thềm chất chứa bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, cười trên môi mỗi khi gặp mặt mỗi khi đọc lại cho ta biết bao niềm vui. Nghe xong mấy câu đầu, Đơn Phương và Thu Hằng đều có vẻ trầm tư. Tôi nhớ khi hai người gặp nhau, họ chưa biết rõ về nhau lắm. Cuối cùng hóa ra họ nhận ra tôi trông giống như một người độc thân. Đơn Phương nhớ lại quá khứ, hai người họ bắt đầu từ khi nào nhỉ? Đúng rồi là lúc đó, Lý Thu Hằng rất đau lòng và khóc một mình. Cô ấy quá nhạy cảm khi hỏi bạn trai cũ. Tôi đã trò chuyện với cô ấy cả đêm, sau đó cô ấy chia tay với tôi. Là Lý Thu Hằng âm thầm an ủi cô ấy, đồng thời cô ấy cũng không hỏi bạn trai cũ là thằng quần đùi nào. Bạn của tôi luôn ở đây, you are my best friend, everything all over the world. Từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi, mong tình bạn bên dài đó. Khán giả đã choáng váng, tôi không ngờ đó lại là một bài hát về tình bạn, nhưng cảm giác thật kỳ lạ khi hát nó từ miệng Tức Phong. Sau đó Lý Thu Hằng tìm thấy Thiên Đơn Phương, cả hai đều nói xin lỗi cùng một lúc. Ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển như thế này, nhưng tình bạn thân thiết nhiều năm vẫn không thể buông bỏ. Hả hả, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Tức Phong. Tôi cũng không biết sau đó mỗi người tự làm việc của mình. Vậy thì sau này cậu đừng có khóc nhé. Ngày hôm sau, đội chuyên mục tổ chức trò chơi sự thật hay thử thách. Các vị khách nam, nữ bỏ ghi chú vào hộp. Khi nhận được ghi chú hãy làm như trên. Lý Thu Hằng là người đầu tiên chơi. Nội dung của tờ giấy là cùng Lục Tức Phong đút bánh cho nhau. Đôi mắt của Đơn Phương rực lửa khi nhìn từ bên cạnh. Đây là những gì cô ấy đã viết. Tại sao lại bị Lý Thu Hằng quất roi? Lý Thu Hằng bước đến chỗ tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Tuy hơi bất lực, nhưng tôi vẫn rất quân tử. Tôi chủ động cho Lý Thu Hằng ăn. Kết quả là bi game trước đó đã được phát vào thời điểm này. Đạo diễn này thật là, ông không muốn đợi cho đến khi hai chúng tôi ăn xong phải không? Má của Lý Thu Hằng đã bị con nai nhỏ đập vỡ. Ôi chú ơi, điều này có phải quá ngọt ngào không? Dường như em đã trở lại thuở mới bắt đầu yêu. Đòn tấn công còn nuốt chừng một ngụm thức ăn cho chó. Điều này quá ngọt ngào. Sau khi nhìn con dao rất lâu, cuối cùng tôi cũng có được thứ gì đó ngọt ngào. Người thứ hai thực hiện là Thiên Đơn Phương. Nội dung tờ giấy là nắm tay nhau và nhìn nhau một phút cùng Tức Phong. Các vị khách nam đều không nói nên lời đây là ai. Người nhàm chán nào đã viết cái này? Là ai chỉ nhìn thấy tôi trong mắt mình? Người nhàm chán này chính là Lý Thu Hằng. Ban đầu cô ấy nghĩ đến việc nắm tay tôi và nhìn nhau. Đối lập với Thu Hằng, Đơn Phương lúc này cười như trúng số. Lý Thu Hằng cảm ơn bạn rất nhiều. Bằng cách này Đơn Phương đã nắm tay tôi với vẻ mặt hài lòng và nhìn chằm chằm tôi một cách chiều mến.
Trần Dũng thấy vậy thì cạn lời. Một người thì đỏ mặt, một người thì ngượng ngùng. Sao ba người không ôm nhau và hoàn thành công việc? Sao tôi lại đồng ý đóng cái phim này nhỉ? Trận hòa thứ ba còn hơn thế nữa. Thứ tôi nhận được là một cái ôm từ Liễu Miên Hôn như một món quà má kể má. Không, ai khốn nạn thế mà còn khen mình. Liễu Miên Hôn bước tới một cách hào phóng, gần với vòng tay tôi, các rào cản đang trở nên điên cuồng. Hai người rất hợp nhau, tôi muốn xem sinh sản. Cảm giác như đây là một bộ phim thần tượng vậy, cốt truyện thật tuyệt vời. Tiếp theo là bài bốc thăm của Liễu Miên Hôn, cô đoạt giải nhất và được chỉ định một khách mời nam cho buổi hẹn hò. Có thể vẽ một lần cùng một lúc và những gì vẽ là sự thật. Đã yêu bao nhiêu lần kể từ khi bước chân vào ngành. Bây giờ tất cả các vị khách nam đều vểnh tai lên và chăm chú lắng nghe. Dư của nữ hoàng thiên đường không thể ăn bất cứ lúc nào. Đã yêu bao nhiêu lần, tất nhiên chúng tôi đã nói về nó một lần. Bây giờ tất cả mọi người đều bị sốc. Không, Liễu Miên Hôn cô không phải là nữ hoàng sao? Tất cả những người mà bị đồn hẹn hò đều có thể tham gia đội bóng đá. Hãy nói về nó bây giờ, thật là dối trá. Có nhiều mục tiêu xì căng đan, đàn ông có thể nói là lãng mạn. Người phụ nữ đã nói gì chẳng phải khó giải thích sao, càng miêu tả càng thấy tối tăm. Đó là sự thật nếu bạn nghĩ về nó theo cách này. Lúc này Trương Trần Dũng trợn tròn mắt đột nhiên nghĩ đến tôi. Tốt phòng tôi đã đọc một bài đăng trực tuyến ngày hôm qua. Ai đó đã sắp xếp dòng thời gian mối quan hệ của cậu. Có vẻ khoảng thời gian giữa ba mối tình của cậu không dài. Nó gần như liền mạch. Cậu có muốn giải thích không? Cái gì đã bị đổ ba lần và bị hiểu lầm? Hôm nay tôi muốn mọi người nhìn rõ mặt cậu, đồ khốn kiếp. Tôi muốn đấm thằng chó này quá, ai rảnh quá mà lại tổ chức việc này vậy? Hơn nữa đàn ông có nhất thiết phải bám lấy người yêu cũ để sống cuộc đời của mình không? Họ chỉ tò mò thôi phải không? Làm thế nào cậu nhảy vào mối quan hệ tiếp theo một cách nhanh chóng vậy? Đừng nói rằng vì cậu có thể hát. Tôi tham gia chương trình tình yêu với 5 cô bạn gái cũ. Kết quả là tất cả bọn họ đều muốn quay lại với tôi. Trần Dũng đã hỏi tôi làm thế nào để kết nối liền mạch ba mối quan hệ. Tiếng ồn ào bên ngoài địa điểm cũng gây ra những lời phàn nàn điên cuồng. Không có chuyện gì đâu, Tước Phong chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi. Bạn đã nghe bài hát nào khác chưa, hãy để Tước Phong hát và giải thích. Tôi tỏ vẻ bất lực và đang nghĩ cách giải thích khi nhìn 5 người bạn gái cũ trên sân khấu. Quen nó đi, tôi không thể giải thích điều này rõ ràng. Dù mỗi lần chia tay đều nói mình phải đàng hoàng, thực sự thì tôi vẫn còn rất keo kiệt. Chỉ cần giấu những lời phàn nàn trong lòng, trả đi trả lại và thất bại hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến sự siêu việt này mà tôi trở nên u ám. Trần Dũng rất vui khi thấy điều này. Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu rồi, để tôi xem cậu giả vờ tình cảm như thế nào. Trong trường hợp này hãy để tôi hát một bài hát. Trần Dũng hơi choáng váng khi nghe tin tôi sắp hát. Lần này tôi lại xách ghế kiệu cho cậu ta nữa à? Tước Phong, lần này cậu đang hát cho bạn gái cũ nào? Không, lần này tôi hát cho chính mình. Nói xong tôi bước tới giữa sân khấu. Music. Em mới nói với những mùa phiền cho chính cuộc đời đưa đẩy. Hôm nay không mưa nhưng vẫn thấy lạnh. Mở một mình trên chiếc xe máy về nhà. Rồi tự lao mình vào từng nhịp bát khi không tìm thấy đường ra. Liễu Miên Hôn trầm ngâm lắng nghe đoạn dạo đầu. Những dòng này nói về việc nên tiếp tục thay đổi bạn gái hay tìm một người nào đó để yêu thật lòng. Đây không phải là điều tôi nghi ngờ về anh ấy sao? Ngoài anh ấy đối xử với mọi mối quan hệ bằng sự chân thành và tận tâm. Nhưng cuối cùng họ đều bị tổn thương, anh ta còn bị gọi là kẻ cặn bã. Sự bình yên là gì? Là yên lặng ngồi nhìn đêm dài trôi qua một tí. Là thưởng thức cà phê không đường một tí. Là ngẩn ngơ một mình trên phố tìm chỗ vắng vẻ mà đi. Khi tâm trạng chỉ có nốt nhạc là bạn. Dẹp bỏ hết tất cả muôn phiền khi lòng vẫn cứ nâng mang. Vẽ tâm sự vào từng nốt thăng chậm. Ngồi nhìn cuộc đời chạy. Anh chỉ biết làm. Giai điệu chung của bài hát là buồn. Một số vị khách nữ đã rơi nước mắt. Lời bài hát đang nói về vượt qua trải nghiệm cảm xúc của chính mình. Trả đi trả lại bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Có lẽ anh quá yêu đuối, quá thiếu tự tin trong mắt cuộc đời. Cùng từng suy nghĩ ngu ngốc, có phải mình nên rời khỏi cuộc chơi. Vì ước mơ này không phải để đợi, không phải để chờ. Và thành công sẽ không thể đến với bất kỳ ai một cách vô cớ. Có những việc chưa kịp buông tay đã phải chấp nhận. Chỉ biết rằng anh im lặng khi ước mơ này họ không còn. Rồi sẽ có lúc anh phải ân. Gấu nghe Tước Phong hát xong bài hát mà cảm động quá. Đây có phải là bài hát về một cuộc sống vượt lên chính mình? Đừng sợ đàn ông cặn bã, hãy sợ đàn ông cặn bã có học thức. Tước Phong bài hát này được hát rất hay. Nửa đầu nói về nỗi buồn chia tay, nửa sau nói về đủ loại u sầu trong tình yêu. Tôi rất thích câu cuối cùng, ý nghĩa là tình yêu không bao giờ dừng lại. Một lái xe đến tận cùng thế giới, nó cho thấy Tước Phong đã chịu đựng rất nhiều tình yêu và vẫn tin vào tình yêu. Trương Trần Dũng tức giận đến xanh mặt, muốn vượt qua hắn một lần, nhưng không ngờ lại phải xách ghế sedan cho người khác. Bài hát viết hay quá, vần điệu xuyên suốt, lời bài hát có sự song hành có bao nhiêu bao lâu, thật đấy và viết hay đấy. Liễu Miên Hôn nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã. Nếu tôi cho anh ấy nhiều sự đồng hành và quan tâm hơn, anh ấy có thể kiên nhẫn và ân cần với tôi hơn. Nếu lúc đó tôi quan tâm anh hơn thì liệu cái kết của chúng ta có khác đi không? Khi tôi hát xong là lúc đến lượt Liễu Miên Hôn lựa chọn khách mời. Cô ấy nhìn chăm chú vào tôi sửng sốt không sao đâu sao cô lại nhìn tôi. Tôi chọn Đoàn Quân. Mọi người đều ngạc nhiên, họ tưởng Liễu Miên Hôn sẽ chọn tôi, không ngờ lại chọn đạo diễn Đoàn Quân. Ngày hôm sau Đoàn Quân đã tìm tôi. Tước Phong, cậu có thể giúp tôi viết một bài hát được không? Viết bài hát sao giám đốc Đoàn Quân ông muốn loại nào?
Đó là nó vào buổi tối khi ăn tối với Liễu Miên Hôn. Tôi muốn kể về trải nghiệm cảm xúc của mình. Cậu hãy chơi một bản nhạc buồn, bối cảnh là một ngày tuyết rơi, cậu nghĩ sao? Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chớp mắt là đêm đã về, Liễu Miên Hôn và Hà Đoàn Quân đã ăn tối. Trên bàn ăn, Đoàn Quân đã bắt đầu kể về những trải nghiệm cảm xúc của mình. Câu chuyện đơn giản và khiêm tốn, một cậu bé nghèo đến thành phố phép thuật để làm việc chăm chỉ. Câu chuyện sáo rỗng về cô gái kiếm tiền về quê hương và bỏ trốn cùng ai đó. Tất nhiên là Đoàn Quân không tự mình trải nghiệm điều đó, tất cả đều được xử lý trực tuyến. Khi về gặp em với lòng đầy mong đợi, khi tôi biết em đã có người khác, trái tim tôi đã lạnh giá thật lạ lùng khi nói, tôi chưa bao giờ thấy một ngày tuyết rơi ở quỷ, kết quả là tuyết rơi dày đặc vào ngày hôm đó. Cô níu kéo lại nhưng em vẫn buông đôi tay anh đi thật nhanh. Và giờ này nơi anh chỉ còn lại bóng đêm. Thật tuyệt vời, lời bài hát này thật tuyệt vời, trận đấu hoàn hảo. Nút nước mắt vào tim, giấu cơn đau trong lòng. Mà người đâu biết đằng sau mọi thứ chỉ là dối lừa. Quá tuyệt vời để vượt qua điều này phải không? Tôi tình cờ nhắc đến một ngày tuyết rơi, cậu ta lại có thể viết lời bài hát một cách hoàn hảo như vậy. Lúc này đạo diễn Quân đã bị nam diễn viên xuất sắc nhất chiếm hữu. Có vẻ như ông ấy là anh hùng bi thảm trong câu chuyện. Với những giọt nước mắt trong mắt, Liễu Miên Hôn cũng bị sốc. Đây không phải là những gì Tước Phong hát sao? Tại sao anh lại làm Lão Quân khóc khi hát, chẳng lẽ anh và Lão Quân? Thời gian quay lại nửa tiếng trước, những vị khách nhóm chuyên mục đều choáng váng khi nghe bài hát này, một bài hát thần thánh khác. Tước Phong, bài hát này được viết khi cậu chia tay bạn gái cũ sao? Tôi chưa có kinh nghiệm chia tay vào một ngày tuyết rơi. Đúng rồi, trời không có tuyết khi cậu chia tay bạn gái cũ khác. Nó có nghĩa là cậu có một người bạn gái cũ khác. Nghe vậy các vị khách nữ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó chịu. Ngoài sự xấu hổ ra thì không còn cách nào khác. Tôi thực sự có một người bạn gái cũ khác, nhưng tôi không thể giải thích nó một cách mạnh mẽ.